Ok, chúng ta sẽ vào bài học nha. Rồi, như em nghe thấy hết rồi đúng không? Âm thanh ổn định không các em? Các bạn nào trả lời giúp cô giáo nào? Các em nghe thấy ổn rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, màn hình nhìn thấy slide bài giảng của cô rồi đúng không? Một cái bộ xương người đấy. Dạ. Rồi, thế thì trước khi vào bài giảng cô xin tự giới thiệu một chút nhé. Cô là bác sĩ Yến, giảng viên của bộ môn giải phẫu. Thì đêm hôm nay sẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cái năm thứ nhất này. Tuy nhiên sau này các em học những cái module sau như môn cơ xương khớp, môn sinh dục sinh sản thì các em sẽ gặp lại cô ở cái module đó. Thì ở cái module y học cơ sở 3 này với cái môn giải phẫu này thì các em sẽ chỉ tiếp cận với các khái niệm ở mức độ đại cương thôi. Nó chưa có cái gì sâu xa cả, cho nên các bài học của các em đa số là sẽ nhàn và cái tải lượng của nó rất là nhẹ nhàng thôi vì chúng ta chỉ mang tính chất giới thiệu thôi. Các em đã xem slide bài giảng của cô trước đó rồi và làm pre-test rồi đúng không? Thì cái bài giảng tuy cô soạn nó nhiều như vậy, nó hơn 100 slide thôi nhưng mà nội dung nó mang lại cho các em ít thôi. Cô chỉ làm nhiều slide để các em có nhiều hình ảnh minh họa cho các em thôi. Còn cái nội dung của bài nó cũng không có gì nhiều cả và thời lượng của nó chỉ 3 tiết thôi. 3 tiết thì trong đó một tiết thì thường là chúng ta sẽ thảo luận. Để thảo luận và có các câu hỏi clicker với nhau. Thì hôm nay giảng online thì cái việc mà phản hồi tương tác với nhau nó cũng hạn chế cho nên cô cũng đã cắt bớt một số cái câu hỏi thảo luận đi rồi nhưng sẽ còn khoảng 1-2 câu. Thế thì cái bài hôm nay của chúng ta là bài giải phẫu đại cương về hệ cơ, là cô sẽ giới thiệu với các em những cái kiến thức đại cương nhất về hệ cơ. Còn nội dung cụ thể về hệ thống cơ xương khớp, chức năng vận động dây thần kinh chi phối mạch máu nuôi dưỡng của từng vùng một thì các em sẽ được tìm hiểu ở trong cái module cơ xương khớp ở năm thứ ba. Thế ở buổi trước thì các em cũng đã được gặp thầy Đại đúng không? Và thầy Đại cũng đã giảng cho các em bài về đại cương hệ xương khớp. Đấy, thì chắc thầy cũng đã nói về cái chức năng của hệ xương khớp là gì. Bạn nào nhớ bài trước không? Thầy Đại có nói chức năng của hệ xương khớp là gì không? Tạo thành bộ xương kinh đỡ cơ thể, Ừ, trong bộ giữa cơ thể kinh có gì nữa không? vận động, Vận động đúng không? nâng Chức đỡ năng. bảo vệ, vận động dự trữ. Nâng đỡ bảo vệ, vận động dự trữ. Và trong đó thì một cái chức năng mình không thể không kể đến đó là vận động đúng không? Như vậy là xương khớp là tham gia cái hệ vận động của cơ thể. Vậy thì mình sẽ xem cái clip này xem là người ta clip này có đúng không, có đúng với thực tế mà mình gặp ngoài đời không? Vậy thì cái bộ xương này nó đang thực hiện những cái cử động như vậy thì nó đã đúng chưa? Cái cử động cuối là vô lý ạ. Cử động cuối là vô lý. Ok, còn gì nữa không? Thế từ đầu đến cuối những cái cử động trước đó nó hợp lý không? Có Hợp lý tức là nếu như ngoài đời em có thể thấy một cái bộ xương nó sẽ di chuyển và nhảy nhót được như này đúng không? à không. Có thấy không? Không đúng không? Nó vẫn chưa thực sự là đủ và nó chúng ta sẽ không thể gặp ngoài đời thực tế. Thì em thấy rằng tại sao lại không thể gặp được trong thực tế hoặc là em thấy rằng như thế nó không hợp lý? Xương Bởi mà vì không chúng có cơ thì không vận động được. đúng rồi ở đây chúng ta mới chỉ thấy được rằng chỉ có một bộ xương nó vận động không thôi, nhưng mà các em đã đọc slide bài giảng rồi, các em thấy rằng để có một cái hệ vận động nữa thì cần phải có một cái sự tham gia của một cái hệ rất là quan trọng nữa, đó là hệ cơ đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái hệ cơ đó với cái bài đại cương hệ cơ. Với cái bài này thì sau khi học xong bài này thì các em sẽ phải nắm được một số những cái nội dung về cơ như thế này. Trước đó thì chúng ta không biết gì nhưng sau khi học bài này là chúng ta sẽ phải biết được các cách phân loại cơ ở trong cơ thể. Vậy chúng ta mới chỉ nghe cái khái niệm cơ để co rồi cơ to cơ nhỏ, như vậy thì trong cơ thể người có những loại cơ như thế nào thì sau bài hôm nay chúng ta sẽ phải đạt được cái điều đó. Thứ hai là chúng ta sẽ kể tên được các cái nhóm cơ vân ở trong cơ thể. Đấy, thì cơ vân này nó sẽ là một loại cơ ở trong cơ thể và tại sao chúng ta lại chỉ bài này chúng ta chỉ kể tên về cơ vân thôi. Bài mục tiêu thứ ba đó là chúng ta sẽ mô tả cấu trúc chung của một cái cơ vân và các cái phần phụ thuộc cơ.
Mục tiêu thứ 4 là chúng ta sẽ phải trình bày được cái chức năng của cơ vân. Và mục tiêu thứ 5 là chúng ta sẽ phải mô tả được các động tác và tổng hợp các động tác của cơ, và chúng ta sẽ giải thích được một số những cái biểu hiện kinh liệt của cơ. Ví dụ như là sau cái bài ngày hôm nay thì chúng ta gặp một bệnh nhân đến với chúng ta ở một cái tư thế tay chân như thế nào đó mà người ta không thể thực hiện động tác và nó cứ biểu hiện ở một cái tư thế thôi. Thì chúng ta sơ bộ sẽ đánh giá được bệnh nhân này có thể bị liệt ở một cái nhóm khoa nào đó. Thì sau buổi ngày hôm nay các em sẽ đạt được như vậy. Thì đây là cái kết quả pre-test của các em làm hôm tối hôm thứ sáu. Thì đa phần là điểm rất là tốt trong cái thang từ 11 đến 12, chiếm trên 90%. Đây, các em nhìn cái cột cao nhất này là thang điểm từ 11 đến 12. Cái bài pre-test của cô thì sẽ để nó bao phủ hết mục tiêu thì nó phải có 12 câu. Cho nên mỗi câu một điểm sẽ tính điểm tối đa là 12 điểm. Thì cái cột này là từ 11 đến 12 điểm. Và điểm trung bình là 11,2. Đây là một số những cái bạn lưu bạn mà cô giáo quan tâm, bao giờ cũng quan tâm là bạn vào sớm nhất. Bạn vào sớm nhất 7 giờ cái vào luôn. Tức là giờ mở pre-test cái là bạn ngồi làm luôn. Trong 10 phút thì được 9 điểm. Bạn thấp nhất. Bạn thấp nhất thì cũng vào sau có một chút thôi. 7:01 vào làm nhưng mà được 4 điểm, cho bạn này đọc bài chưa kỹ đúng không? Còn một bạn thì làm nhanh nhất. Điểm tối đa trong thời gian ngắn nhất. Đấy là cũng là một người rất được quan tâm. Đây là ngôi sao sáng cho tất cả mọi lĩnh vực. Bạn chỉ làm 1 phút và được 12 điểm. Thời gian làm bài thì sát giờ cuối mới thấy vào làm. 7:12 vào làm. Thì đấy. Trong các cái câu hỏi mà các em trả lời trong 12 câu đó thì đa phần là cũng có bạn sai ở câu nọ, sai ở câu kia với tỷ lệ thấp thôi. Bởi vì điểm của các em tương đối là cao. Tuy nhiên thì có cái sự tập trung cao nhất sai ở câu số 7. Câu số 7 có số bạn sai cao nhất. Tức là những bạn mà làm được 11 câu mà sai câu thứ 12 thì hay sai vào cái câu này. Thì câu 7 là câu gì chúng ta xem lại nhé. Đây, câu 7 là câu này. Mạc bọc cơ là gì? Có 4 cái đáp án như thế này. Thế thì tí nữa học hết cả cái bài này chúng ta sẽ quay lại trả lời cái câu này xem nó đáp án nào đang chính xác nhé. Có nghĩa rằng nó không phải là câu hỏi khó. Và chúng ta chưa phân biệt các loại mạc với nhau thôi. Rồi chúng ta sẽ vào ngay cái mục tiêu đầu tiên về giới thiệu về hệ cơ và các cái loại cơ ở trong cơ thể. Đấy thì cơ được định nghĩa là một loại mô ở trong cơ thể. Mô thì chúng ta học ở mô học rồi, nó có các loại mô như là mô xương, mô cơ, mô da, mô sụn. Đấy. Thì cơ là một loại mô như thế, một loại vật chất. Và đặc tính cơ bản của cái mô này nó khác với mô xương là nó có sự co rút, có sự đàn hồi. Và khi mà một sợi cơ nó co thì hai đầu cơ nó ngắn lại, nó làm cho chiều dài của cơ ngắn lại. Nó làm cho chiều dài của cơ ngắn lại và nó bám vào xương, bám vào da, bám vào những cái cấu trúc khác thì nó sẽ làm cho các cấu trúc khác đó nó di động và tạo nên sự vận động của các cấu trúc mà nó bám vào. Nó thì tạo nên các cử động. Cơ ở trong cơ thể người thì sẽ được phân loại thành những loại như thế nào? Nó có mấy kiểu phân loại như thế này. Loại thứ nhất là dựa theo vị trí và chức năng thì sẽ cùng có 3 loại. Đây, loại thứ nhất là loại cơ xương. Cái loại cơ xương này thì nó được gọi là cơ xương bởi vì nó có ít nhất là một đầu bám vào xương. Một đầu còn lại nó có thể bám vào da này, bám vào dây chằng này hoặc là bám vào một cái gân của cái cơ khác. Nhưng nó phải có ít nhất một đầu bám vào xương thì người ta gọi nó là cơ xương. Và thường thì nó sẽ có hai đầu bám vào hai xương để và đây chính là cái cơ chính tham gia cái hệ vận động. À, với khi nó co thì nó sẽ làm cho xương khớp di chuyển, thay đổi biên độ thì tạo nên cái sự vận động. Gọi là cơ xương. Cơ thứ hai là cơ trơn. Cơ trơn, cái cơ này thì nó sẽ xuất hiện ở thành của các cái ống tiêu hóa. Ví dụ ở trên hình này chúng ta sẽ thấy rằng đây là thành dạ dày này. Dạ dày này, rồi thành ruột này, ruột non, ruột già, ruột non ở giữa này, ruột già xung quanh này. Rồi trực tràng ở thành của nó thì có một loại cơ này và người ta gọi nó là cơ trơn. Cái cơ trơn này nó cũng xuất hiện ở thành của các mạch máu, động mạch, tĩnh mạch thì nó cũng xuất hiện gọi là cơ trơn, hoặc là ở thành của những đường dẫn. Ví dụ ở đây là cái hệ thống khí quản, phế quản, đây là đường dẫn khí, hoặc là đường dẫn tiết niệu như là niệu quản, bàng quang thì ở thành nó cũng sẽ có cơ trơn. Mạch máu cũng là một loại đường dẫn máu đúng không? Và có loại cơ thứ ba đó là cơ tim. Cơ tim thì cái cơ này đặc biệt nó đã có sự biệt hóa rồi và nó chỉ xuất hiện ở tim thôi. Đấy thì theo vị trí và chức năng nó cơ trong cơ thể sẽ được chia thành ba loại như thế này.
Còn theo cấu trúc, tức là người ta lấy một cái mô cơ và người ta soi lên kính hiển vi thì người ta thấy rằng có hai loại cơ có cấu trúc khác nhau mà người ta quan sát bằng mắt được. Thứ nhất là cơ mà người ta thấy rằng trong các cái tế bào cơ nó sẽ có những cái vân sáng vân tối xen kẽ với nhau như thế này. Vân sáng vân tối thì người ta gọi đó là cơ vân. Khi mà các em học ở mô học thì các em sẽ được tìm hiểu rõ hơn cái cấu tạo của các tế bào cơ vân này. Các em sẽ xem bản chất của những cái vân sáng vân tối này là gì, bởi vì ở mô học là người ta sẽ phải đưa kính hiển vi phóng đại lên, rồi nhân tế bào, rồi bào tương nó sẽ có đặc điểm gì khác biệt. Về mặt giải phẫu thì chúng ta chỉ cần biết rằng cơ vân là những cái cơ mà nó có những cái cấu trúc vân ngang này, là những cái vật vạch sáng tối xen kẽ với nhau. Và người ta thấy rằng cơ xương khi mà soi lên nó cũng có vân, các cái vân ngang đấy. Cơ tim khi mà soi lên nó cũng có cái vân ngang như vậy. Và hai cái loại cơ này người ta sẽ xếp vào là cái loại cơ có cấu trúc thứ hai, đó là cơ trơn. Cơ trơn, cơ này thì trong tế bào của nó không có cấu trúc vân ngang. Rồi nhân hình bầu dục hay là bào tương như thế nào đó thì những cái này các em sẽ học kỹ hơn ở trong mô học. Và cái cơ trơn này thì nó sẽ xuất hiện ở thành của nội tạng này, ở thành của các đường dẫn này, thành của các động mạch. Đấy là về theo cấu trúc thì người ta chia thành hai loại như thế. Còn theo kiểu chi phối của hệ thần kinh thì cũng được chia thành hai loại. Kiểu chi phối của hệ thần kinh thì cái loại thứ nhất là cơ vận động theo ý muốn, hay người ta gọi là cơ tự ý. Những cái cơ này thì thường là những cái cơ vân và cơ bám xương, tức là trừ cơ tim ra, cơ vân và trừ cơ tim ra thì còn lại là cơ bám xương, đúng không? Những cái cơ vận động theo ý muốn tức là khi mà chúng ta muốn muốn thực hiện một cái động tác gì đó thì cái cơ này nó co và nó giúp chúng ta thực hiện động tác đó. Ví dụ như là khi cô giáo cầm nắm cái bút này chẳng hạn, cầm nắm cái này thì nó phải có một cái sự co cơ để làm cho các đầu ngón tay nó nắm lại. Rồi khi mình muốn buông ra chẳng hạn, khi muốn xoay cổ tay thì các cái cơ nó co, thì những cơ đó nó vận động theo ý muốn. Và thường là những cơ bám xương. Cái loại cơ thứ hai là cơ vận động không theo ý muốn, hay còn gọi là cơ không tự ý. Các em đọc trong tài liệu thì nó ra cơ không tự ý. Và cái nhóm cơ này là cái nhóm cơ nó vận động không theo ý muốn của chúng ta. Tức là dù chúng ta muốn hay không, làm nếu cơ chế bình thường thì nó vẫn sẽ vận động. Ví dụ như cơ trơn và cơ tim là những cơ vận động không theo ý muốn. Như dạ dày của chúng ta khi mà chúng ta đói lên chẳng hạn, nó sôi ngùng ngục ấy, đang ngồi trong lớp, là ngồi cạnh bạn trai bạn gái người yêu gì đấy, ở ra mắt nhà nọ nhà kia mà dạ dày nó sôi ngục lên thì chúng ta không thể điều khiển cho nó không sôi được. Tim cũng vậy, dù muốn dù không thì nó vẫn cứ đập hàng ngày, trừ khi là nó không còn được nuôi dưỡng cấp máu hoặc là không có những cái hệ thần kinh riêng của nó chi phối thôi. Ngoài ra thì có những cái cơ mà nó vừa theo ý muốn và vừa không theo ý muốn. Thì các em có biết đó là cơ ở vùng nào không? Em có biết cái hoạt động nào mà nó vừa lúc chúng ta vừa muốn thì nó sẽ hoạt động theo ý muốn của chúng ta, nhưng lúc chúng ta không để ý đến nó thì nó vẫn cứ hoạt động bình thường? Hô Hô hấp, đúng không? Nó là cái hoạt động thở của chúng ta. Nó khi mà chúng ta đang ngồi nghe bài giảng với như thế này, chúng ta tập trung vào bài giảng thì cái việc thở của chúng ta vẫn diễn ra bình thường mà chúng ta không cần phải điều khiển nó. Nhưng khi nào chúng ta có thể điều khiển được nó? Chúng ta điều khiển hoạt động hô hấp, nó điều khiển ở cái mặt nào của nó? nhịp thở. Nhịp thở, chúng ta có thể thở thở tăng lên hoặc thở chậm đi, đúng không? Hoặc là biên độ, chúng ta có thể hít thật sâu vào hoặc thở ra tối đa, đều là chúng ta đều có thể kiểm soát được đó. Hoặc là cái hoạt động trước mắt của chúng ta cũng thế, hoạt động trước mắt cũng là một cái mà chúng ta không để ý thì nó vẫn cứ chớp hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Và nếu chúng ta để ý thì chúng ta thể chớp nhiều hơn, chúng ta muốn nháy mắt ngoài đó chúng ta chớp lia lịa, đúng không? Đấy là cái trường hợp đặc biệt. Thì đấy là cách ba ba cái cách phân loại cơ trong cơ thể, chắc em đều đã nắm hết được rồi, đúng không? Thứ nhất là phân loại theo vị trí và chức năng, thứ hai là phân loại theo cấu trúc, và thứ ba là phân loại theo cái kiểu chi phối của hệ thần kinh. Và mỗi một loại đấy thì nó chia thành những cái cơ như nào thì các em đã nắm được rồi. Và hôm nay thì cô giáo sẽ giới thiệu với các em các cái nhóm cơ vân ở trong cơ thể. Những nhóm cơ vân nhưng là cơ bám xương, còn cơ tim thì nó chỉ có ở tim thôi, không có gì để giới thiệu cả, đúng không? Và khi ở module tim mạch thì các em sẽ được học kỹ hơn về cái cấu trúc của cơ tim đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm cơ vân mà là cơ bám xương ở trong cơ thể, giới thiệu thôi, chứ còn phần này thì nó cũng không, các em còn sẽ học sâu hơn nhiều ở module cơ xương khớp nữa cơ. Thì trong cơ thể nó sẽ được chia thành những nhóm cơ như thế này. Đầu tiên sẽ là cơ ở vùng đầu mặt cổ,
thường là sẽ theo vị trí của nó thôi. Chúng ta thấy rằng cơ này xuất hiện ở vùng đầu mặt cổ, nó xếp vào nhóm cơ đầu mặt cổ, rồi các nhóm cơ ở thân mình, rồi các nhóm cơ ở chi trên, cơ ở chi dưới. Đấy là các cái nhóm cơ chính, bốn cái nhóm cơ chính thôi. Vậy là thế rồi, còn các cơ nội tạng thôi, cơ trơn rồi và cơ tim rồi đúng không? Đây là cái cơ ở vùng đầu mặt cổ. Vùng đầu mặt cổ thì nó có các loại cơ như thế này: cơ mạch, tức là bám vào bề mặt, ở bề mặt của chúng ta, rồi các nhóm cơ nhai là giúp cho chúng ta nhai, các cơ vận nhãn là các cái cơ mà sẽ vận động cho mắt của chúng ta, nhãn cầu, rồi cơ của tai, cơ của lưỡi, cơ khẩu cái và eo họng, cơ vùng cổ. Thì chúng ta sẽ đi xem hình ảnh của từng nhóm cơ một. Đây là cái nhóm cơ mặt. Nhóm cơ này khi mà chúng ta bóc da và tổ chức dưới da ra thì chúng ta sẽ vào ngay nó, thì nó bám ngay ở, xương mặt chúng ta. Cái nhóm cơ này thì nó sẽ xuất hiện ở quanh những cái hốc tự nhiên ở trên bề mặt, trên khuôn mặt, ví dụ như là quanh hốc mắt này, quanh hốc mũi này, quanh miệng này, để đóng mở cho những cái hốc này. Như chúng ta nhắm mở mắt này, chúng ta ngậm miệng này, há miệng cười này, đấy, cắn mút kiểu, thì rồi chúng ta phồng mũi ra, thu hẹp mũi lại, cũng là những cái cơ này. Ngoài ra những cái cơ mặt này nó còn có đặc điểm là nó sẽ có một đầu bám ở da và một đầu bám ở xương, cho nên khi nó co nó sẽ làm cho da mặt chúng ta xô lại, đấy, xô lại, và để nó biểu lộ những cái cảm xúc ở trên khuôn mặt người chúng ta. Đấy, ví dụ như là đây cười này, ở đây khi là cơ mặt nó co, ở những cái cơ khác nhau nó co thì nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn ở những cái vùng khác nhau. Đây là những cái biểu thị cảm xúc ở trên khuôn mặt. Và khi mà người phụ nữ người ta có tuổi rồi, hoặc cả cái người đàn ông cũng thế, thì cái da mặt của chúng ta nó trở nên đàn hồi kém hơn, co giãn kém hơn, thì nó sẽ bị xô vào nhau, và lúc đó thì người ta sẽ phải cắt bớt cái da mặt đấy đi, làm căng lên. Còn ở những người mà sau đó thì người ta sẽ phải tiêm vào những cái cơ bám da mặt này để cho cái lực co của nó kém đi, để làm cho những cái nếp nhăn nó không xuất hiện nữa. Đây là một cái cơ chế phẫu thuật thẩm mỹ mà để xóa nếp nhăn ở trên khuôn mặt này. Thì nó sẽ đem đến một cái hậu quả là có thể gây liệt mặt. Đấy, thì cái mức độ tiêm người ta nếu không 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 đúng kỹ thuật có thể liệt mặt, hoặc là cái khuôn mặt của người đó có thể đơ do là nó mất hết cái nếp nhăn rồi, thì khi muốn biểu lộ cảm xúc nó không có nữa. Còn trên lâm sàng thì chúng ta hay gặp những bệnh nhân bị dây thần kinh 7, là dây thần kinh sẽ chi phối cho những cái cơ bám da mặt này. Nó sẽ được chi phối bởi dây thần kinh 7, hay còn gọi là dây thần kinh mặt. Và dây thần kinh 7 này khi nó liệt thì các cơ mặt nó không không co được, thì cái khuôn mặt của người bệnh nhân nó có thể bị lệch, lệch về bên tổn lật về bên lành, lật bên lành. Thì tí nữa cho cái mục tiêu mà các biểu hiện khi liệt của cơ thì chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn. Tiếp theo là cái nhóm cơ nhai. Đây là những cái nhóm cơ nhai thì nó sẽ bám sâu hơn những cái nhóm cơ ở mặt một chút. Ví dụ đây là cái cơ nhai này, đây là nhóm cơ nhai, và nó sẽ có tên riêng, và tên riêng của nó thì chúng ta sẽ học ở cái mô đun cơ xương khớp, và chúng ta gọi chung là cơ nhai. Vì đặc điểm của nó sẽ bám từ xương sọ đến xương hàm dưới. Chúng ta học cái đại cơ hệ cơ xương khớp thì không biết thầy Đại đã giới thiệu cho các em xương sọ, và nó sẽ khớp với xương hàm dưới ở đây, ở cái khớp thái dương hàm này, ở trước cái lỗ tai ngoài này. Thì cái cơ bám cơ nhai thì bao giờ nó cũng sẽ bám từ xương sọ đến xương hàm dưới, để khi nó co sẽ vận động cho hai cái xương này quanh cái khớp thái dương hàm này, tạo nên hoạt động của cử động của xương hàm dưới, cử động ra trước này, sang hai bên này, sang ngang này, thì nó sẽ tạo lên cái vận động của xương hàm dưới, và nó tạo lên động tác nhai, cho nên nó gọi chung là các cái cơ nhai. Đây là các cơ của mắt. Cơ của mắt thì nó sẽ bám từ xương sọ đỉnh của mắt này cho đến nhãn cầu. Đấy, nó bám vào nhãn cầu, nó bám vào các bên của nhãn cầu, bên trên, bên dưới, bên ngoài, bên trong, để nó vận động cho cái nhãn cầu. Như mắt của chúng ta có thể nhìn lên này, xoay nhãn cầu lên trên, xoay nhãn cầu xuống dưới, xoay ra ngang, ra phải, rồi xoay tròn nữa. Có những cái cơ chèo lớn, chèo bé nó giúp cho nhãn cầu của chúng ta xoay tròn. Đó, thì đấy là những cái cơ vận động của mắt. Rồi cơ của tai thì là những cái cơ mà rất là kém phát triển, bởi vì là cái vành tai của chúng ta không sử dụng đến mấy, không như là con voi hay con trâu con bò, tai nó ve vẩy được, tai của chúng ta hoàn toàn bất động, cho nên là các cái cơ nó teo nhỏ đi, và em nhìn thấy nó chỉ còn là những di tích thôi. Đương nhiên có những người mà tập luyện thì người ta cũng có thể cử động nhúc nhích một tí cái vành tai, chỉ nhúc nhích thì thôi chứ không thể ve vẩy nó được. Nhưng ở tai thì ở sâu bên trong hơn thì có hai cái cơ quan trọng hơn,
tuy nó rất nhỏ thôi nhưng nó rất là quan trọng, đó là cơ căng màng nhĩ hay còn gọi là cơ búa ở đây, và cơ bàn đạp. Hai cái cơ này nó sẽ có cái chức năng để tăng giảm cường độ âm thanh khi mà sóng âm nó đi vào tai chúng ta, để bảo vệ cho cái dây thần kinh ở bên trong. Rồi cơ của lưỡi. Cơ của lưỡi là cơ để vận động cho lưỡi, và cái lưỡi của chúng ta thì các em thấy rằng nó rất là linh hoạt đúng không? Nó đảo loạn lên để giúp chúng ta nhào trộn thức ăn này, rồi giúp chúng ta nhai, nhào trộn thức ăn với nước bọt này. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cơ. Nó có những cái nhóm cơ mà bám từ lưỡi đến những cái xương xung quanh họng thì nó gọi là cơ ngoại lai, còn tại lưỡi, bản thân lưỡi này nó có những cái cơ, tức là nó xuất phát tại lưỡi và nó cũng kết thúc tại lưỡi luôn. Nó giúp cho cái lưỡi này rất là mềm dẻo linh hoạt, gọi là cơ nội tại của lưỡi. Thì cơ này thì cũng sẽ được học kỹ ở trong phần hệ tiêu hóa, khu đun tiêu hóa, và cũng sẽ học những cái dây thần kinh chi phối cho lưỡi, chỗ nào thì cảm giác vị giác, chỗ nào thì cảm giác nóng lạnh, rồi dây nào vận động cho lưỡi. Rồi những cơ ở vùng hầu và thanh quản. Hầu và thanh quản là những cái này sẽ nằm ở trong cổ chúng ta, trong vùng hầu và trong vùng thanh quản. Thì cái cơ này nó sẽ giúp chúng ta là các đóng mở hầu họng để tham gia vào hoạt động nuốt của chúng ta, và các cơ ở vùng thanh quản, đây là chữ thanh nhé, thanh quản thì sẽ giúp chúng ta trong cái hoạt động thở và hoạt động phát âm. Thanh quản là cơ quan phát âm của chúng ta, cho nên những người mà các em thấy nghe cái chẩn đoán viêm thanh quản thì bao giờ cũng sẽ có bị thay đổi giọng nói, thể khàn này hoặc thể dè dè dè, vì thanh quản là một cái cơ quan phát âm. Thì cơ thanh quản rất quan trọng, đây là cơ vùng hầu, còn bên này là cơ vùng thanh quản. Cơ đến cơ vùng cổ. Cơ ở vùng cổ thì sẽ có các cơ ở vùng cổ trước, vùng cổ bên. Vùng cổ trước, cơ vùng cổ bên và cơ vùng cổ sau. Thì cái cơ vùng cổ trước thì bản chất nó chính là cơ vùng cổ bên, nó chính là những cơ vùng cổ phía trước chạy sang bên để bám tận vào phía bên và phía sau, cho nên nó bản chất là trước và bên nó đều là một thôi. Cho người ta gọi là cơ vùng cổ trước bên. Cơ vùng cổ trước bên thì sau này các em sẽ được học chia thành ba nhóm là lớp nông, lớp giữa và lớp sâu này. Rồi cơ của vùng lưng, và vùng gáy. Cơ thân mình này thì có sẽ có cơ vùng lưng và vùng gáy này. Rồi cơ phía thành bụng trước, cơ phía thành bụng trước. Khi mà người ta mà phẫu thuật những cái tạng ở trong thân mình thì chúng ta phải mở những cái lớp cơ này ra, cho nên cái việc mà học giải phẫu xếp lớp của các cái cơ này rất là quan trọng. Và do cái ổ bụng này nó chứa hầu hết là các cơ quan tiêu hóa, thận tiết niệu, cho nên các em sẽ học các cái cơ thành bụng trước bên để ở mô đun tiêu hóa. Các cái có những cơ nào và nó xếp thành lớp như thế nào, để khi mà một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, các bác sĩ đi từ ngoài vào trong để mổ thì người ta sẽ phải đi qua các lớp cơ đó, và các lớp cơ đó xếp lớp như thế nào thì người ta phải đi theo những hướng mà các sợi cơ đó nó chạy, để tránh mà người ta cắt hết, đứt hết các sợi cơ đó. Nó phải đi theo những cái hướng mà cơ nó chạy để người ta rạch và xé ra, cho người ta không cắt các sợi cơ, để khi khâu, khi mà phẫu thuật xong và khâu thành bụng lại thì các sợi cơ nó không hề bị cắt ngang, nó chỉ khâu và khép cái vết rạch, xé mà người ta đã tách ra, thì cái độ chắc của thành bụng nó vẫn đảm bảo được, cũng như là cái cơ ở lưng và gáy cũng vậy. Rồi các cơ ở ngực. Cơ ở ngực thì có các cơ tham gia hô hấp, các cơ liên sườn, các cơ răng trước, các cơ bám giữa các xương sườn với nhau gọi là cơ liên sườn, rồi cơ răng trước là cơ hình răng quạt đây. Rồi cơ hoành. Cơ hoành là một cái cơ mà nó sẽ để phân cách giữa khoang ngực và khoang bụng. Và cơ hoành này thì nó sẽ hình cong lõm xuống dưới đây. Nó sẽ có những cái lỗ. Lỗ này là lỗ để cho những cái cấu trúc mà nó đi từ ngực xuống ổ bụng, ví dụ như là những cái động mạch tĩnh mạch nó mang máu lưu thông từ ngực xuống bụng, rồi tĩnh mạch từ bụng trở lên ngực để về tim, rồi những cái chỗ cho dây thần kinh, rồi lỗ cho thực quản, đây lỗ cho động mạch. Lỗ cho thực quản là cái mà chúng ta ăn thức ăn vào nó phải đi qua hầu này xuống thực quản, nó xuống dạ dày. Cái dạ dày là một cái nằm ở trong ổ bụng thì đương nhiên thực quản nó phải đi từ ngực xuống ổ bụng, thì cái cơ hoành nó sẽ có lỗ. Và những cái lỗ này nó là một cái điều kiện để xảy ra cái thoát vị hoành ở trên lâm sàng. Ví dụ như là trong ổ bụng của chúng ta có rất nhiều các quai ruột ở đây, quai ruột và dạ dày ở đây.
vì một cái lý do nào đó nó sẽ chui qua những cái lỗ này, nó nằm ở trên lồng ngực này, thì người ta gọi là thoát vị hoành. Đấy, có thể là dạ dày nó thoát lên, có thể ruột già ruột non nó thoát lên trên đấy, có thể nhiều nguyên nhân. Đấy, ví dụ do mắc phải sau phẫu thuật, hoặc là do cái độ nhão cơ hoành này nó bị nhão rồi, nó giãn ra rồi. Đấy, hoặc là bẩm sinh. Đấy là nhiều những cái nguyên nhân thoát vị hoành. Rồi các cơ vùng chậu, nhóm cơ ở thấp nhất, cơ vùng chậu. Ở buổi trước thì các em đã học và thầy Đại có giới thiệu cho các em cái xương chậu đúng không? Đấy, xương chậu hai bên nó sẽ khớp với nhau tạo thành khung chậu. Khung chậu thì nó sẽ thông thấm ở dưới này, thông thấm ở dưới, mà trong khung chậu nó sẽ chứa những cái tạng sinh dục tiết niệu. Vậy thì nó sẽ phải có một cái lớp cơ để làm cái đáy của khung chậu, thì các cái tạng sinh dục tiết niệu nó mới nằm trên các cái cơ đó. Đó thì cái các cái cơ đó người ta gọi là cơ vùng chậu, hay còn gọi là cơ đáy chậu. Cơ đáy chậu thì chúng ta biết rằng trong khung chậu chúng ta sẽ có tạng sinh dục tiết niệu, và nó phải có những cái đường ống dẫn ra ngoài, ví dụ như là đường dẫn nước tiểu ra ngoài đúng không, rồi đường sinh sản này, đấy, đường xuất tinh này. Đó, thì những cái đường đấy thì trên những cái cơ vùng đáy chậu này nó sẽ để lộ ra những cái khoang, ví dụ như hậu môn là của đường tiêu hóa này dẫn chất thải ra ngoài này, đấy, rồi các khoang âm đạo niệu đạo này, đây là ở nữ hay là ở nam. Đấy thì đấy là các cơ vùng đáy chậu, và các em sẽ học các cơ vùng đáy chậu này ở trong mô đun sinh dục sinh sản rất là kỹ. Đấy, các bác sĩ sản khoa người ta sẽ phải nắm rõ, đặc biệt là ở nữ giới, các cái sự xếp lớp của cơ vùng đáy chậu này, để trong cái cuộc đẻ người ta rạch tầng dinh môn của người phụ nữ ra để giúp người ta đẻ dễ hơn. Thì rạch ra thì người ta phải biết là rạch ở vị trí nào để không làm tổn thương mạch máu và thần kinh, rạch ở vị trí nào thì không tổn thương vào tuyến, và phải học được các lớp của nó để khi mà khâu phục hồi cho bệnh nhân thì người ta sẽ khâu từng lớp một, chứ không phải là khâu một phát rúm hết cả vào cho người ta, lúc sau này ảnh hưởng đến sự đi vệ sinh của họ rồi những cái sinh đẻ sau này. Các bác sĩ sản khoa ta sẽ nắm chắc chắc các cái cơ giải phẫu cơ vùng vùng đáy chậu này, và các em sẽ được tìm hiểu nó trong mô đun sinh dục sinh sản là năm thứ ba. Đến các nhóm cơ ở chi trên là cơ vận động cho tay, ví dụ như là nó sẽ được chia thành các cái khu tiếp theo: cơ vùng vai nách này, cơ vùng cánh tay này, rồi cơ vùng cẳng tay và cơ vùng bàn tay. Nó chia theo định khu như thế này bởi vì là mỗi một vùng thì các cơ nó sẽ thực hiện chung một động tác. Cơ vùng vai nách nó sẽ thực hiện cái động tác gì, cơ vùng cánh tay nó sẽ thực hiện động tác gì, cơ vùng cẳng tay sẽ thực hiện động tác gì, và các em sẽ được tìm hiểu cái này trong mô đun cơ xương khớp. Rồi đến cơ chi dưới. Ở bài này của các em học thì tương đối là nhẹ nhàng vì chúng ta chỉ tiếp cận ở mức độ giới thiệu thôi. Cơ chi dưới thì sẽ cơ vùng mông. Mông thì tưởng như nó ở thân mình nhưng thực ra là sẽ xếp vào cơ chi dưới, bởi vì những khi mà các cơ vùng mông nó co thì nó sẽ để vận động cho các cơ chi dưới, nó làm cho đùi rồi dạng khép duỗi chẳng hạn. Đấy, cơ vùng đùi này, cơ vùng cẳng chân này, rồi cơ vùng bàn chân. Đấy là các cái cơ ở vùng chi dưới, và các như vậy là cái cơ vùng này đã kết thúc các cái nhóm cơ vần trong cơ thể. Tóm lại thì cơ vần trong cơ thể sẽ gồm có cơ vùng đầu mặt cổ này, cơ thân mình này, thân mình thì cơ lưng và cơ lưng gáy và cơ thành bụng này, rồi cơ chi trên và cơ chi dưới. Đấy, và mỗi một cái vùng đấy thì cô đã giới thiệu những cái định khu của nó rồi. Thì chúng ta sẽ xem sang cái phần thứ ba, phần cũng là quan trọng, đó là cấu trúc đại thể của một cơ. Khi mà chúng ta bóc tách ra tổ chức dưới da ra, chúng ta nhìn thấy một cái cơ, có những cơ hình nọ, có cơ hình kia, có cơ hình này, nhưng mà nói chung thì nó sẽ có một cái cấu trúc để đảm bảo cái phần của nó. Và cái cấu trúc này chúng ta sẽ nhìn bằng mắt thường. Có những cái mà không nhìn bằng mắt thường mà phải cho trên kính hiển vi thì các em sẽ học ở những cái tiết sau của bộ môn mô phôi. Thế thì về mặt đại thể chúng ta có thể nhìn thấy cái gì của một cái cơ? Đây là một cái cơ và nó sẽ có hai phần: phần thịt cơ hay còn gọi là phần bụng cơ. Cái phần bụng cơ này là phần đỏ đỏ nằm ở giữa này, và phần gân cơ là phần trắng trắng nằm phía ngoài này. Gân cơ, phần gân cơ giúp cho gân nó sẽ bám, giúp cho cái cơ này nó sẽ bám vào xương, cho nên khi cơ co thì xương nó sẽ di động. Còn cái phần thịt cơ là phần có chức năng chính để tạo lên cái sự co bóp của cơ. Khi mà cắt ngang ra phần thịt cơ hay phần bụng cơ thì xem cấu trúc của nó gồm có những cái gì. Thì cấu trúc cơ bản nhỏ nhất của một cái cơ đó là sợi cơ mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường.
Cái sợi cơ này thì nhiều sợi cơ sẽ hợp lại với nhau tạo thành các bó sợi cơ và nó sẽ được bọc trong cái màng ngăn ngăn người ta gọi là màng chun. Các bó sợi cơ này sẽ tập hợp lại với nhau để tạo thành một cái cơ. Đấy là cấu trúc đại thể của cái phần bụng cơ. À, cái sợi cơ cấu trúc nhỏ hơn nữa của sợi cơ thì trong sợi cơ lại có cái gì nữa thì chúng ta sẽ được trả lời cái câu hỏi đó ở trong trong phần mô học. Đây là một cái hình ảnh của phần bụng cơ. Thì chúng thấy rằng những cái nhỏ nhỏ tròn tròn này là một bó sợi cơ. Đây là một cái cắt ngang ra. Đấy thì chúng ta thấy rằng cả cái chu vi ngoài này, xin lỗi các em, cả cái chu vi ngoài này nó chính là một cái cơ và người ta đang cắt một cái góc của nó ra để người ta chiếu lên. Là một cái cơ. Đây. Và đây là một bó sợi cơ. Đây là một cái bó sợi cơ và trong bó sợi cơ này sẽ có các cái sợi cơ, đây là những cái sợi cơ. Và những cái sợi cơ này thì sẽ cấu trúc vi thể của nó là như gì thế nào thì các em sẽ tìm hiểu trong môn học. Trong một cái bó sợi cơ này thì có những cái sợi cơ nó sẽ có thể xếp chồng lên nhau. Đầu sợi nọ nối tiếp đầu sợi kia hoặc nó cũng sẽ có những cái sợi chạy dọc từ đầu này đến đầu kia của bó sợi cơ. Cơ. Đấy là trong một cái bó sợi cơ. Còn đây là phần gân cơ. Phần gân cơ thì bản chất nó sẽ được cấu tạo bằng những cái sợi collagen. Các sợi collagen này cũng có nhiều sợi nhỏ xếp tập hợp lại với nhau thành bó và nhiều bó lại hợp lại với nhau. Và cuối cùng để tạo thành một cái gân cơ. Gân cơ thì là những cái thứ rất là dai, chắc và màu trắng. Thường thì nó sẽ bám, giúp cho cơ bám vào xương. Ở vị trí nó tạo thành những cái cột gân như thế này. Thông thường nó sẽ tạo thành những cái cột gân như thế này, những cái giải như thế này. Nhưng cũng có những cái cơ đặc biệt mà gân của nó lại dẹt mỏng ra. Thì lúc đó người ta sẽ gọi là cân. Nên sau này khi các em học ở những cái mô đun sau này, các em sẽ thấy những cái từ mà người ta gọi là cân. Ví dụ như là cân trên sọ. Cân trên sọ đó, của cơ thái dương chẩm này. Rồi cân của cơ lưng rộng. Đấy, thì các em hiểu rằng bản chất của nó chính là gân của cơ thôi. Cơ thì chỉ có hai phần, phần bụng cơ và phần gân cơ. Hai phần chính. Còn những cái phần phụ thì tí nữa chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Thì cái phần gân cơ nó còn được gọi là cân như thế này. Rồi cân của cơ thẳng bụng chẳng hạn, thì nó cũng là cái phần gân giúp cơ thẳng bụng nó bám vào cái đường giữa của cơ thể. Thì đấy là cái hai phần chính của cơ. Tại những cái vị trí mà gân nó bám vào xương thì người ta gọi là những cái đầu bám của cơ, đầu bám của cơ vào xương. Và người ta sẽ phân loại thành hai loại đầu bám. Thứ nhất là loại nguyên ủy, đầu bám thứ nhất được gọi là nguyên ủy. Những cái đầu này thì nó sẽ bám gần, gần tức là gần cái gì? Gần với cả gốc chi hơn. Nếu như là cơ ở chi thì nó sẽ gần với gốc chi hơn. Còn nếu là cơ thân mình thì nó sẽ gần với đường giữa của cơ thể, mặt phẳng đứng dọc hoặc là mặt phẳng đứng ngang. Nó càng tiến về phía trong này thì nó gọi là gần đường giữa hơn thì gọi là những cái đầu gần. Và cái nguyên ủy thì nó sẽ ít di chuyển khi cơ co, thường nó sẽ là điểm bám để lấy lực tì đè để co rút cái đầu kia, cho nên khi mà di chuyển thì nó sẽ khi mà cơ co bóp thì cái đầu nguyên ủy nó sẽ di chuyển ít hơn. Cái loại đầu bám thứ hai đó là bám tận. Bám tận thì bám xa hơn so với gốc chi hoặc là đường giữa cơ thể, bám xa hơn và nó sẽ di chuyển nhiều hơn khi cơ co và cái đầu này nó sẽ tạo nên cái động tác của cơ. Đấy, cho nên khi sau này các em học ở mô-đun cơ xương khớp để các em hình dung ra được động tác của một cái cơ thì chúng ta sẽ nhớ được cái vị trí nguyên ủy của nó và bám tận. Và khi mà nó co thì cái bám tận nó sẽ di chuyển, vậy thì chúng ta sẽ hình dung ra được cái động tác của nó là gì. Nó tùy vào điểm nào và cái điểm kia là điểm nó co, làm cho cái ví dụ như là cơ này nguyên ủy của nó là xương cánh tay và bám tận của nó là ở xương quay. Thì khi xương trụ khi mà nó co thì nó sẽ làm cho cái đầu bám tận ấy di chuyển nhiều hơn và nó sẽ làm cho cái xương trụ di chuyển. Vậy thì nó sẽ vận động cho cái cẳng tay chứ nó không phải là vận động cho cái cánh tay. Và chính chúng ta xem rằng nếu như nó bám mặt trước của xương trụ thì nó sẽ co cái xương trụ về phía trước. Co xương trụ thì tức là làm cho cái cẳng tay của chúng ta co về phía trước như này, tạo nên cái động tác gấp cẳng tay. Thì chúng ta sẽ hình dung ra được cái động tác của một cái cơ. Cái việc mà chúng ta học mà động tác của các cái cơ nó tương đối là quan trọng ở trên lâm sàng. Có thể là nguyên ủy bám tận thì sẽ không quan trọng,
Nhưng mà cái việc mà chúng ta biết được nó bám nguyên lý ở đâu, bám tận ở đâu thì sẽ giúp chúng ta hình dung ra được động tác. Và khi chúng ta hình dung ra được động tác thì chúng ta mới có thể khám được bệnh nhân trên lâm sàng. Ví dụ bệnh nhân đến với chúng ta mà bệnh nhân không thể duỗi được cẳng tay chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta phải xem rằng cái cơ gấp là cơ nào, cơ duỗi là cơ nào, xem tổn thương nó ở cơ nào. Hoặc bệnh nhân đến với chúng ta mà tay luôn gập vào như thế này, lúc nào cũng co vào như thế này, thì chúng ta lại phải xem là cái động tác này do cái cơ nào thực hiện và đối kháng với cơ đó là cơ gì. Xem bệnh nhân này có biểu hiện liệt cái cơ nào hoặc đứt cái cơ nào đấy, thì cho nên cái động tác và cái là chúng ta nắm được thì chúng ta mới khám được lâm sàng của bệnh nhân. Từ khám được lâm sàng bệnh nhân chúng ta mới tìm ra nguyên nhân làm cho người ta có cái vấn đề đó, thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề của họ một cách nó gốc rễ. Chứ không phải bệnh nhân đến đây bảo với chúng ta bệnh nhân đau ở những cái khớp này hoặc là những bệnh nhân đau vai thì chúng ta cho bệnh nhân uống mấy cái giảm đau chống viêm cái thứ, về bệnh nhân uống xong được hết dừng thuốc lại đau. Thì chúng ta phải hiểu xem bệnh nhân đau và chúng ta khám các động tác thì bệnh nhân thực hiện động tác nào sẽ đau hơn, động tác nào không đau và động tác nào đau nhất, và từ cái động tác đau nhất đấy thì chúng ta sẽ xem là bệnh nhân có vấn đề ở cái cơ nào. Vấn đề ở cơ đó thì khi mà cái cơ đó bị tổn thương thì hay là bệnh nhân do chấn thương, hay là bệnh nhân do làm sai tư thế, hay do chèn ép, hay là do cái đường đi của dây thần kinh làm sao đấy đó. Đại khái chúng ta phải bắt đầu từ cái việc chúng ta khám được động tác của bệnh nhân. Và khám được động tác của bệnh nhân thì chúng ta phải biết được động tác, và phải biết được động tác thì cái việc mà chúng ta biết được nguyên ủy và bám tận của một cơ nó sẽ giúp chúng ta hình dung ra được cái động tác dễ hơn. Chứ còn các em không thể học theo kiểu mà các em sẽ liệt kê các cơ ABC ở bên này, một cột này, một cột ABC này, một cột bên này, các em sẽ liệt kê các động tác thì các em sẽ không thể nhớ nổi, không bao giờ nhớ được, bởi vì có rất nhiều cơ ở trong cơ thể mà các em nhớ được hình ảnh của cơ đó. Ví dụ đây là cơ cánh tay chẳng hạn, cơ cánh tay thì nó sẽ bám như thế này, thì các em sẽ nhớ mãi được là cái cơ cánh tay nó sẽ thực hiện được động tác là gì. Đây là một cái The video contraction brings the two ends ta of the xem muscle nghe thôi together, nhá. causing changes in muscle length. Flexion at the elbow joint is made possible by the prime Đây mover, là cái the brachialis nguyên muscle. Và đầu này đầu bám tận. The Cho nên khi biceps nó co nó sẽ làm brachii cho get a lot of attention, but cái they xương are trong the người di chuyển synergists in elbow flexion. nhiều hơn. Di chuyển nhiều hơn và làm cho cái cẳng tay này gấp trước gấp sau. Rồi tiếp theo, về đặc điểm của cái nguyên ủy thì một cơ có thể có một nguyên ủy nhưng cũng có thể có nhiều nguyên ủy. Ví dụ chúng ta nhìn thấy đây là cơ nhị đầu, có thể có hai nguyên ủy đây. Đấy, đầu dài và đầu ngắn. Hai cái nguyên ủy. Rồi cơ ngực bé có ba nguyên ủy, bám vào ba cái xương sườn này. Thì những cái cơ nào mà có càng nhiều nguyên ủy thì cái độ co của cơ đấy càng lớn. Tức là cái lực co càng lớn hơn hơn là những cái cơ mà có một nguyên ủy. Cho nên khi nào sau này các em sẽ học kỹ về các cái cơ ấy. Cơ nào mà có càng nhiều nguyên ủy thì cơ đó sẽ càng càng mạnh. Ví dụ như là cơ tứ đầu đùi, nghe tứ đầu là bốn đầu là sẽ co rất là mạnh rồi. Hoặc cơ tam đầu cẳng chân cũng là những cơ rất là mạnh. Rồi cơ nhị đầu lúc nãy cũng là một cái cơ co rất là mạnh. Và đương nhiên là cái độ co cơ và cái lực co cơ nó sẽ còn phụ thuộc vào hình dạng kích thước của cái cơ đó nữa, mà tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau, đúng không? Rồi về bám tận của cơ thì một cơ cũng có thể có một bám tận hoặc là có nhiều bám tận. Một bám tận ví dụ như là giống cái cơ cánh tay mà lúc nãy cô giáo vừa mới chiếu. Thế còn đây là một cái hình ảnh cho thấy một cái cơ này có nhiều bám tận. Đây. Cơ này là cái cơ gấp ngón chân, gấp ngắn các ngón chân. Đó. Cái cơ gấp ngắn các ngón chân này là nó sẽ bám tận vào nền đốt hai của các ngón 2, 3, 4, 5. Đây là cơ riêng nhé. Cơ này cơ cơ gấp riêng cho ngón cái. Cơ gấp riêng cho ngón cái. Còn cái cơ gấp ngắn chân thì có 4 đầu bám tận. Những cái cơ mà có nhiều bám tận thì nó sẽ, khi mà cơ co nó có thể sẽ thực hiện được nhiều động tác khác nhau. Đấy, gấp các ngón, ví dụ ở đây có cơ gấp các ngón tay, nó cũng sẽ là cơ có nhiều bám tận, nó sẽ gấp được các ngón 1, 2, 3, 4, 5. Cơ gấp ngắn ngón chân này cũng thế. Các em thử xem cái video này và em trả lời câu hỏi. Cái này thì video này cũng đã chiếu ở nhà rồi. Over one third of the Các em total nhìn cái human sự body co cơ mass này is made up là các of em xem đâu skeletal là nguyên ủy, muscle. đâu là bám tận của cái cơ này. Skeletal muscle, Đây là cái cơ nhị smooth đầu. muscle, and cardiac muscle are the three varieties of muscle in the body. Unlike smooth and cardiac muscles, the skeletal muscles are voluntary and can be categorized according to their muscle fibers. Parallel muscle fibers Đó. are Thì các em parallel to trả the lời line xem of là mũi Paul. tên màu xanh là
nguyên thủy, while pennate muscle fibers are oblique to the line of pull. Pennate muscles can be categorized based on its pattern as unipennate, bipennate, and multipennate. The skeletal muscles are often attached to the bones via tendons. An origin refers to the proximal attachment point of a muscle. The distal attachment site is called insertion. It contracts when it is stimulated. The contraction brings the two ends of the muscle together, causing changes in muscle length. Action at the elbow joint is made possible by the prime mover, the brachialis muscle. The biceps brachii get a lot of attention, but they are the synergists in elbow flexion. You can learn more about the muscular system with Complete Anatomy. Ok, bạn nào có câu trả lời chưa? Bạn nào bấm trận hả? Còn sang được còn lại. À, em có thể giải thích được không? Em cũng nghĩ là bấm trận thì nó di chuyển tự do hơn, thì là chỗ màu vàng thế nó di chuyển tự do hơn. Ừ, nó di chuyển nhiều hơn đúng không? Vâng. Màu xanh thì giá di chuyển ít hơn nên nó là bấm trận đúng không? À, là nguyên lý gì? Vâng, nguyên lý. Thế có bạn nào có cái đáp án khác không? Có bạn nào suy nghĩ khác với bạn vừa trả lời xong là bạn Thiên Hoàng à? Nhưng mà cái màu vàng này cử động thì mới làm cơ màu xanh đấy. Ừ. Vận động đúng không? Thế là theo Bích à, là cái màu vàng là nguyên ủy hay là bám tận? À, như bạn Lam mới trả lời đúng rồi đấy, vì chúng ta quan sát thấy cái cử động nhiều hay ít. Đây chúng ta thấy rằng mũi tên màu xanh, cái đầu mũi tên màu xanh của nó gần như đứng yên, không, nó bám vào hai cái vào bên của cột sống thắt lưng của nó đứng yên, còn cái đầu kia thì nó sẽ vận động nhiều hơn, và cái cơ này động tác của nó là dạng và khép cánh tay, cho nên là cái đầu vàng nó sẽ là đầu bám tận, còn đầu xanh sẽ là đầu nguyên ủy đó. Và hoặc là về vị trí đúng không, như đây cô giáo nói rằng nó sẽ bám gần hơn, gần với gốc chi hoặc là gần với đường giữa của cơ thể hơn ấy. Thì cái cơ này bám sát với đường giữa cơ thể hơn, cái đầu này nó bám xa hơn và người ta sẽ gọi cái đầu này là bám tận, và đây là nguyên ủy. Xác định nó cũng dễ thôi, nhưng mà để xác định một đầu là nguyên ủy hay bám tận thì chúng ta phải có hai cái chúng ta xác định. Thứ nhất là cái người đó phải ở tư thế giải phẫu, chúng ta phải xét cái vị trí của cái cơ đó so với cái tư thế giải phẫu. Cho bệnh nhân đang nằm vắt vẻo như thế này chúng ta không thể biết được đâu là tư thế giải phẫu. Thì chúng ta phải so sánh với tư thế giải phẫu mà thầy Nguyên đã giảng ở cái bài đầu tiên ấy, đứng thẳng người rồi lòng bàn tay hướng về phía trước chẳng hạn. Rồi thứ hai là phải xác định được khi cơ co, chúng ta mới xác định được cái nguyên ủy bám tận của nó. Đó. Cho nên các thầy mà ngày xưa để xác định được đâu là nguyên ủy, đâu là bám tận, thì các thầy sẽ phải co cái cơ đó để xem khi nó cái cơ đó nó co thì cái đầu nào nó vận động nhiều hơn, và các thầy sẽ gọi đó là bám tận. Và khi chúng ta học thì chúng ta lại học ngược lại, khi chúng ta đọc sách thì chúng ta lại học ngược lại, vì chúng ta đâu có cái cơ trong tay để chúng ta co để biết rằng động tác của nó là gì đâu, đúng không? Các thầy sẽ từ cái động tác của nó, các thầy sẽ xác định ra nguyên ủy bám tận khi mà phẫu tích một cái xác nào đấy. Còn chúng ta học ngược lại, chúng ta học nguyên ủy và bám tận, thì chúng ta sẽ hình dung ra cái động tác của cơ. Chúng ta không có cơ ở trong tay, chúng ta học để chúng ta có cái khái niệm về các động tác của các cơ để chúng ta làm việc. Nhưng mà cái câu tương đối là dễ. Rồi đến thứ hai là chúng ta học về cái kiểu sắp xếp của bó sợi cơ. Tức là các cái sợi cơ, như đây chúng ta học rằng một cái phần thịt cơ thì sẽ được cấu tạo bởi các sợi cơ này. Rồi các sợi cơ sẽ được bó với nhau tạo thành các bó sợi cơ. Đấy, thì trong những cái bó sợi cơ đó thì các sợi cơ nó sẽ được sắp xếp theo kiểu nào? Nó có giống nhau không? Thì nó sẽ không giống nhau, và cái sự sắp xếp không giống nhau đó nó sẽ làm cho cơ đó có những cái hình dáng khác nhau. Và cái hình dáng đó nó lại ảnh hưởng đến cái lực co cơ, cho nên chúng ta lại phải quan tâm đến cái kiểu sắp xếp của bó sợi cơ. Cái kiểu thứ nhất là kiểu hình thoi. Cái kiểu thứ hai là kiểu song song. Kiểu hình tam giác. Kiểu lông vũ. Rồi kiểu hình vòng. Thì với mỗi loại này cô giáo sẽ giới thiệu cho các em xem ví dụ những cái cơ ở trên cơ thể nhé. Đây là cơ hình thoi.
Đấy, đây là một cơ hình thoi. Đấy, cái cơ hình thoi này thì trong các cái bó sợi cơ của nó thì ở cái phần phần giữa của nó sẽ có nhiều các cái sợi mà sợi lõi chồng lên sợi kia, cho nên phần giữa này nó sẽ có khá là nhiều các cái sợi cơ, cho nên nó sẽ to hơn, nên là phình to ở giữa lên và hai đầu nó sẽ thuôn nhỏ lại thì tạo thành cái hình thoi như thế này, do cái cấu trúc mà các sợi cơ nó sắp xếp vào các sợi lõi chồng lên sợi kia và tạo thành cái cơ hình thoi. Đấy, ví dụ như là cơ nhị đầu này có hình thoi này. Sao nó ẩn cái này đi nhỉ? Chờ cũng giúp cô muốn ẩn cái này đi cho nó gọn vào. Cho nó lên trên đầu đi. Rồi, ok. Cơ nhị đầu là một cái cơ có hình thoi, rồi cơ dép ở vùng chân này, cẳng chân này, rồi cơ chày trước cũng ở vùng cẳng chân này, cơ chày trước vùng cẳng chân trước, cơ chày sau thì vùng cẳng chân sau. Chờ con một chút nữa chờ. Cái nhóm cơ thứ hai là cái nhóm cơ có kiểu song song, tức là các cái sợi nó sẽ có chiều dài tương đối bằng nhau và nó sẽ chạy từ cái điểm bám này đến điểm bám kia, nó không có các sợi chồng lên sợi nọ chồng lên sợi kia, mà các sợi nó chạy tuốt tuần tuột từ đó đến đầu kia, nó tạo lên cái cơ có hình dạng như này. Ví dụ như cơ sấp vuông là cơ mà các thớ cơ chạy song song với nhau này, rồi đây là cái thớ cơ của cơ thẳng bụng này, rồi các cái thớ cơ của cơ ngang bụng, cái cơ mà nó sẽ chạy song song. Rồi cái nhóm cơ tiếp theo là kiểu hình tam giác. Đấy, kiểu hình tam giác thì cái các cái sợi này nó sẽ chạy từ từ một cái diện rộng từ nhiều nhiều điểm khác nhau. Đấy, những cái cơ này nó có đặc điểm là nó sẽ bám từ một cái diện khá là rộng, và những cái bó sợi đấy nó sẽ chụm lại bám về một đầu, bám về một đầu bám của cơ, tạo thành cái gân, tendon là gân, thì nó tạo lên cái hình tam giác này. Ví dụ như là cơ delta thì chúng ta thấy nó cũng có hình tam giác, nhưng cơ delta thì nó sẽ được tập hợp bởi nhiều bó sợi, các bó sợi thì sẽ chạy tạo hình tam giác, nhưng mà trong một bó sợi thì nó lại có những cái nhóm cơ chạy giống hình lông vũ. Rồi cơ hình cơ ngực lớn, cơ mà nó cũng có bám từ nhiều điểm khác nhau mà nó tụ hội tụ về một đầu bám của cơ thì nó tạo lên cái hình tam giác. Đấy, cơ kiểu lông vũ, cơ kiểu lông vũ là cơ nó sẽ bám từ hai phía của một cái cột gân, nó sẽ có một cột gân chạy song song từ đầu lõi đến đầu kia, thì các cái sợi này nó sẽ bám dọc vào cái cột gân đó, chứ không phải nó chỉ bám ở hai cái đầu này, thì nó có thể bám về hai phía của cái cột gân đó tạo thành cơ lông vũ kép, hoặc là nó sẽ bám về một phía của gân thì tạo thành lông vũ đơn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy những cái cơ lông vũ đơn đây, cơ giun, các cơ giun hình lông vũ đơn, rồi cơ lông vũ kép, cơ giun một thì cơ có hình lông vũ đơn, cơ giun ba bốn thì có hình lông vũ kép ở đây. Rồi kiểu sắp xếp nữa đó là kiểu hình vòng, kiểu hình này thì ít gặp hơn, nó thường bám ở quanh những cái hốc tự nhiên ở trong cơ thể và chủ yếu là ở mặt, ví dụ như là có cơ ở vòng mắt này, cơ ở vòng môi này đó, thì những cái cơ này để đóng mở những cái hốc này, đóng mở mắt, đóng mở môi, thì đấy là các cái kiểu sắp xếp ở trong trong bó sợi cơ. Và cái kiểu sắp xếp này nó sẽ có ảnh hưởng đến lực co cơ và độ co cơ, thì tí nữa ở cái phần chức năng độ co của cơ vân thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Rồi đến cái sự phân bố mạch máu ở trong cơ nên thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm
Nó sẽ có 5 dạng phân bố mạch máu ở trong cơ. Cơ thì tất nhiên nó sẽ phải được nuôi dưỡng bởi các nguồn mạch máu rồi. Các mạch máu nó sẽ đi vào từ ngoài, nó chạy ở phía ngoài của cơ này, và từ các mạch máu chạy giữa các cơ đấy thì nó sẽ cho các nhánh nhỏ hơn để đi vào từng cơ, đâm xuyên vào các cơ để nuôi dưỡng. Thì nó có kiểu đi vào trong cơ, ví dụ như là dạng thứ nhất nó chỉ có một mạch máu đi vào và nuôi dưỡng cho cả cái cơ đó. Cái dạng thứ hai là dạng có một mạch máu hữu thế nuôi dưỡng cho cả cơ đó và một cái phần nhỏ thì sẽ được nuôi dưỡng bởi hai cái nguồn phụ. Cái dạng thứ ba là nó sẽ được nuôi dưỡng bởi hai nguồn chính đóng vai trò như nhau. Cái dạng thứ bốn thì nuôi dưỡng bởi rất nhiều nguồn nhỏ và có vai trò như nhau trong suốt cái quá trình cấp máu cho cái cơ này. Đấy. Như vậy cái cơ này nó sẽ được nuôi dưỡng bởi nhiều nhánh tách ra từ một cái mạch. Còn dạng thứ năm là dạng cấp máu bởi một một nhánh chính và cấp máu cho một cái vùng. Còn một cái vùng các cái vùng còn lại thì sẽ được cấp máu tương đối nhiều bởi những cái mạch máu nhỏ khác đi đến. Như vậy là có nhiều có những cái mạch máu nó sẽ đến, nó sẽ tạo thành vòng lối quanh cơ này. Thì đấy là cái năm cái dạng cấp máu. Rồi cái kiểu phân bố thần kinh cho cơ cũng vậy. Các cơ thì đều có hệ thần kinh chi phối. Thì cái dây thần kinh nó sẽ đi vào theo cái kiểu có thể kiểu vuông góc với các sợi cơ. Đấy, vuông góc với các sợi cơ trong song song này. Tạo hình tam giác cũng thể trong vuông góc với các sợi cơ này. Rồi hình lông vũ vuông góc các sợi cơ, hoặc nó đi xen kẽ giữa các cái sợi cơ, nó không vuông góc mà đi vào xen kẽ giữa các cái sợi cơ để trong hình tam giác này. Có nhiều kiểu phân bố thần kinh, cái này giới thiệu cho các em biết thôi. Thì đấy là cái phân bố thần kinh cho cơ, cái phân bố mạch máu, cái sự sắp xếp của bó sợi cơ, những đặc điểm trong trong các cái bó sợi cơ. Đến các cái phần phụ thuộc cơ, như vậy là cơ thì có hai phần chính là bụng cơ và phần gân cơ là đầu bám. Còn các phần phụ của cơ chỉ có hai phần chính đấy thôi thì nó cũng không thể giúp cho cơ thực hiện cái nhiệm vụ là co bóp vận lên sự vận động được, co rút vận tạo nên sự vận động, mà nó sẽ phải có những cái phần khác để giúp cho cái sự co rút đó nó trọn vẹn hơn, nó hoàn hảo hơn. Ví dụ như là thứ nhất là cái mạc cơ. Mỗi một cơ nó sẽ được bao bọc một cái mạc trắng. Ở đây thì người ta phải bóc hết cái mạc ra rồi để cho các em nhìn rõ được cái cơ đó. Thực chất là nó sẽ phải có cái mạc để đi vào được một cái cơ nào đó, người ta sẽ phải bóc cái mạc này ra. Gọi là mạc cơ. Thứ hai là các cái bao hoạt dịch. Cái phần bao này này, đây này. Bao hoạt dịch D, bao hoạt dịch của khớp. Còn bao hoạt dịch mà bám xung quanh cái đầu bám của cơ gọi là bao hoạt dịch của gân đấy. Gân chính là cái vị trí đầu bám của cơ mà. Rồi đến bao sợi của gân. Rồi các cái túi hoạt dịch. Chúng ta sẽ đi vào cái phần phụ đầu tiên đó là mạc cơ. Thì các em xem ở nhà rồi đúng không? Nó sẽ có ba loại mạc. Mạc bọc cơ này, mạc bọc một cái cơ, bọc bên ngoài một cái cơ đó. Rồi mạc sâu là mạc ngăn cách giữa các nhóm cơ. Rồi mạc nông. Đầu tiên là mạc bọc cơ, thì đây chính là cái mạc bọc cơ thôi. Đấy, các bó sợi cơ sẽ được bao bọc với nhau bởi cái mạc ngoài cùng là mạc bọc cơ. Mạc bọc cơ này thì bọc một cái cơ và giúp cho cơ đó co bóp theo cái chức năng riêng rẽ của nó. Đấy, ví dụ như là cơ này nó có tác dụng là gấp các ngón tay, còn cơ bên cạnh nó là gấp ngón cái chẳng hạn, thì cái cơ gấp các ngón tay này nó sẽ được bọc riêng một bọc để khi mà nó co thì nó không làm ảnh hưởng đến cái động tác co co rút của cái cơ gấp ngón cái này, không như là co cái ngón này làm cái cơ bên cạnh nằm nó bị lôi theo chẳng hạn, gấp cả ngón này nữa. Thì khi cái mạc bọc cơ này nó giúp cho các cơ thực hiện động tác riêng của nó. Ví dụ đây là mạc bọc cơ ngực bé, đây là trên hình vẽ, trên lâm sàng thì thấy rằng nó bong bóng và mỏng mỏng như thế này, và bóc tách cái lớp màng mỏng ra chúng ta mới vào đến các thớ cơ. Đây là cơ chảy trước ở vùng cẳng chân, thì khi mà đây là mạc có cơ chảy trước, người ta sẽ bóc ra tổ chức dưới da ra này, bóc cái mạc nông ra của cẳng chân ra thì sẽ đến mạc bọc cái cơ chảy trước đến cơ đó. Thứ hai là mạc sâu. Mạc sâu là mạc nó sẽ bọc những cái nhóm cơ thực hiện cùng một động tác. Ví dụ trong vùng cẳng tay chúng ta nó sẽ có những cái nhóm cơ mà cùng để gấp bàn tay, cái ngón tay này. Đấy. Rồi cơ để xoay bàn tay ra ngoài, xoay bàn tay vào trong chẳng hạn.
Thế thì cái mạc sâu nó sẽ là cái mạc mà bọc một nhóm cơ thực hiện cùng một động tác ở cổ này. Thì cái mạc sâu là cái mạc bọc cái nhóm cơ ở vùng cổ giữa này, rồi mạc bọc cái các cái tạng, ví dụ như đây là tuyến giáp này, nó có thể mạc bọc tuyến giáp này cũng gọi là mạc sâu này, rồi mạc ngăn cách giữa các vùng cơ, ví dụ như là đây là cả vùng cổ trước, vùng cổ sau, phần cổ gáy ấy. Thì cái màu xanh xanh này nó cũng gọi là mạc sâu. Ví dụ đây là mạc sâu ở cẳng chân để ngăn cách hai cái nhóm cơ, đây là nhóm cơ bụng chân trong, bụng chân ngoài này, với cả cái cơ bên trong cùng là cơ dép này, và cái mạc ngăn cách cả cái cơ dép với cả cái nhóm cơ bên trong này là cái lớp sâu của vùng cẳng chân sau. Ở ngoài hai cơ này lớp nông, đây là lớp sâu. Thì các cái cơ lớp sâu này nó sẽ thực hiện những động tác khác nhau, thì cái màng bọc này là mạc sâu, và tất nhiên là mỗi một cơ nó sẽ lại có một cái mạc bọc riêng của nó, là mạc bọc cơ. Rồi có những cái mạc sâu mà nó ngăn cách cả một vùng cơ, đây là vùng ba cái cơ này là cơ vùng cẳng chân trước, còn hai cơ này là vùng cẳng chân ngoài. Đấy, thì cái vách này nó ngăn cách cả những cái vùng cẳng vùng vùng cơ với nhau thì nó gọi là vách gian cơ. Vách gian cơ, ví dụ như là ở cánh tay của chúng ta cũng sẽ có vách gian cơ ngăn cách vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau này. Đấy, thế là vách gian cơ. Như vậy bản chất của cái vách gian cơ thì nó được gọi là mạc sâu của cơ. Đấy, mạc nông, cái mạc ngoài cùng là cái mạc ngăn cách mô cơ với cả mô mỡ dưới da. Ví dụ như là đây là cái mạc nông ở cổ này, thì chúng ta sẽ tách da ở vùng cổ ra này, tách mỡ ra, tổ chức dưới da ra, thì chúng ta sẽ vào cái mạc mạc nông. Sau mạc nông ra chúng ta sẽ đi vào cái vùng cơ. Vào. Có thể đây là mạc nông của lách. Đây. Đây rồi những cái mạc nông của vùng đùi. Nó cứ hiện lên cái ô màu vàng vàng này nhỉ. Sổ này, cửa sổ nào ta? Ok, chắc là nó cũng đã mất rồi đấy. Thì đấy là những cái phần phụ thứ nhất của cơ, đó là các mạc, gồm có mạc bọc cơ này, mạc nông và mạc sâu, và cô giáo cho các em xem những cái hình ảnh ví dụ của từng loại mạc một. Cái phần thứ hai là cái phần bao hoạt dịch của gân. Thì nó là một cái bao mà được cấu tạo bằng những lá thanh mạc để bọc xung quanh một cái gân của cơ. Khi mà phóng to lên, phóng to lên thì đây là cái phần trong cùng này là gân nhé, được cấu tạo bởi các cái sợi collagen đây, và cái bao đấy là cái bao màu tím tím ở ngoài này, và ngoài cùng thì là cái bao này, ngoài cùng là cái bao sợi của gân. Thì đây chính là cái bao hoạt dịch. Cái bao hoạt dịch này nó sẽ gồm có hai lá, lá trong thì sẽ bọc ôm sát lấy cái cột gân này, còn lá ngoài thì dính sát vào cái bao sợi của gân, và giữa hai bà hai cái lá này nó tạo thành một cái khoang ảo đây, và nó chứa một cái lớp dịch mỏng gọi là bao hoạt dịch của gân, giúp cho cái cột gân này nó co rút. Khi nó co rút thì nó trượt lên trên cái cơ này một cách rất là an toàn, cái xương này một cách rất là an toàn, không thì gân nó cọ vào xương, mà hai cái mà cái xương nó cấu trúc rắn như vậy, nó cọ lâu ngày thì vài được vài bữa nó sẽ tan cái gân cơ ra, sẽ tan xác về cái lực ma sát của nó. Vì thì lúc đó những cái bao hoạt dịch này nó giúp cho cái sự co bóp của gân diễn ra một cách trơn tru hơn. Ở vùng bàn tay và cổ tay có rất nhiều những cái bao hoạt dịch của gân. Như thế rằng mặt đây là mu tay, đây là gan tay. Vì cái tay của chúng ta vận động rất là nhiều, chúng ta cầm nắm. Chúng ta cầm nắm này,
chúng ta xoay ngửa, chúng ta hoạt động những cái hoạt động hàng ngày chúng ta, cái ngón tay của chúng ta rất linh hoạt và sử dụng rất nhiều, cho nên các cái cột gân của những cái cơ mà vận động cho các ngón tay này nó sẽ có nhiều cái bao hoạt dịch ở đây, bàn tay, cổ tay, rồi vùng bàn chân cũng có, tuy không nhiều bằng bàn tay nhưng nó cũng sẽ có những cái bao này. Chính vì nó nhiều như thế này cho nên những cái hoạt động quá mức nó có thể làm thoát vị những cái bao hoạt dịch này ra, tức nó sẽ làm những cái điểm một nó xuất hiện những cái điểm yếu của những cái bao này và dịch nó sẽ thoát ra ngoài và nó lồi lên thành cục này. Nên chúng ta xem những cái vận động viên hoặc những người nào mà làm vận động cổ tay với cái khớp tay nhiều thì tự dưng người ta nổi lên một cái cục, nó một cục rắn rắn, thì bản chất của nó bên trong đó là chất hoạt dịch, nó không phải nó không lỏng như nước và máu, tương đối là keo, cho nên người ta ấn vào người ta thấy rắn, nhưng mà khi mà siêu âm lên thì nó là một cái khối chống âm thể hiện dịch ở trong đó, nó chính là thoát vị bao hoạt dịch. Thì bao thoát vị bao hoạt dịch thì nhỏ băng ép lại thì nó có thể trở lại cái cấu trúc bình thường này, tuy nhiên nó sẽ có thể tái phát đi tái phát nhiều lần. Còn khi nó to quá mà băng ép nó không thể trở lại vị trí, nó to quá thì người ta buộc phải phẫu thuật bóc cắt tách nó đi và khâu cố định cái chỗ thoát vị đấy lại, gọi là cái thoát vị bao hoạt dịch. Và em thấy rằng những cái vận động viên mà người ta phải sử dụng khớp cổ tay nhiều như là vận động viên bóng bàn, tennis rồi cầu lông thì người ta bao giờ phải đeo cái băng ép trong cái quá trình tập luyện của họ để bảo vệ những cái bao hoạt dịch ở cổ tay này. Đấy, rồi túi hoạt dịch. Đấy, túi hoạt dịch là một cái cấu trúc mà nó nằm giữa xương và cơ, nằm dài giữa xương và cơ, nó không nó ngoài những cái bao mà bọc xung quanh gân ra thì nó sẽ còn những cái túi hoạt dịch nó lót giữa xương và cơ, ở những cái cơ mà có lực co rút rất là mạnh thì nó là một cái bao đệm để giúp cho cái cơ đó nó tránh cọ sát vào xương. Bao dịch ở đây chúng ta thấy rằng đây là gân của cơ tứ đầu đùi, là một cơ giúp chúng ta gấp duỗi cẳng, giúp chúng ta duỗi cẳng chân trong cái động tác mà chúng ta sút bóng ấy, thì cái lực co nó rất là mạnh. Đây là xương đùi và giữa nó sẽ có bao hoạt dịch ở đây, gọi túi hoạt dịch vì nó to hơn. Bao hoạt dịch thì nó nhỏ như này, đây là những cái túi hoạt dịch của khớp vai. Rồi tiếp theo cái phần phụ tiếp theo đó là bao sợi của gân. Thì đây là cột gân, cột gân thì rồi nó sẽ bám vào xương, cột gân này nó sẽ chạy lên sẽ bám vào xương. Cái chỗ này thì nó chưa bám vào xương, đây cái xưa cái cơ nhị đầu đùi nó sẽ chạy chạy rất là sâu, nó bám vào tận diện trên ổ chảo, nó bám trong này cơ, bám vào phía trong này. Đây cũng là vị trí mà gân nó bám vào xương như này. Và các em sẽ đọc ở cái bài đại cương hệ xương đúng không, thì cái màng ngoài xương nó sẽ không có ở vị trí mà gân bám đúng không, bởi vì gân nó bám vào thì cái sợi gân nó sẽ hòa cùng với cả cái màng ngoài xương đây, những cái vị trí mà cái thiết diện mà gân nó bám vào xương thì nó sẽ không có màng vào xương. Thì nếu mà chỉ có cái gân nó bám đơn thuần vào xương đấy thôi thì cái sự bám chắc của gân nó sẽ không chắc, nên nó sẽ xuất hiện thêm những cái bao hoạt dịch, à những cái bao sợi của gân, bao này nó giúp ép chặt cái cột gân đấy vào xương, ép chặt vào. Và chính vì ép chặt như vậy cho nên nó phải lót một cái bao ở giữa này gọi là bao hoạt dịch, và lúc nãy chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi. Thì cái bao này gọi là bao sợi của gân, là những cái sợi collagen bọc ở ngoài hãm cái cột gân đó với xương để tạo thành, nó cảm giác như là một cái ống và nó sẽ co rút ở trong đó, gân nó sẽ co rút ở trong đó. Cái bao sợi của gân ở cổ chân và cổ tay thì nó hơi rộng ra một chút, nó rộng ra một chút thì được gọi là mạc hãm hay là hãm cổ tay cổ chân. Ở trong cái mạc hãm này nó sẽ có bao hoạt dịch này, rồi có thậm chí nó có thể có cả mạch máu và thần kinh nó chui qua đây nữa để nó đi kèm với các cái gân này. Đây là mạc hãm ở cổ tay, mạc hãm ở cổ tay mà trên lâm sàng ở phục hồi chức năng người ta sẽ có những cái dây chằng vòng cổ tay, thì có thần kinh nó sẽ chui qua dưới này, dưới cái này và các gân cơ ở dưới đây. Có những cái trường hợp mà viêm dây chằng cổ tay thì những cái bao này nó sẽ dày lên, những cái bao sợi của gân này nó sẽ dày khự lên, nó sẽ chèn ép vào dây thần kinh này, rồi chèn ép vào cái cột gân ở đây, làm cho bệnh nhân tùy mức độ tổn thương thôi. Nếu như bệnh nhân bị chèn ép ở mức độ sớm thôi thì chỉ cảm giác tê bì thôi vì cái dây thần kinh nó bị những cái bao đấy là dày lên nó ép vào. Còn nếu mà nặng hơn nữa thì nó có thể gây hạn chế vận động, rồi thiểu thiểu dưỡng, rồi kém nuôi dưỡng khi nó đã chèn vào mạch máu nữa. Mà sau đi lâm sàng em sẽ gặp những cái đấy là hội chứng ống cổ tay, cổ tay cổ chân.
Rồi có những cái bao sợi của gân mà nó rộng hơn nữa, nó để giúp cho cái gân của cơ đó nó có thể chui bên trong đó và nó trượt lên trượt xuống, trượt qua trượt lại, vai trò như là một cái dòng dọc này. Thì lúc đấy người ta sẽ gọi đó là cái dòng dọc, ví dụ như là dòng dọc của cơ nhị thân này, đây là cơ ở vùng cổ cổ giữa ở bên trên móng, trên xương móng. Rồi dòng dọc của cơ chéo lớn là một cơ vận nhãn, nó cũng bản chất nó cũng như là bao sợi của gân thôi, cái bao nó rộng ra và các gân nó có thể trượt quanh, trượt tịnh tiến trước sau của cái bao đó. Đấy là các cái phần phụ thuộc cơ mà các em sẽ mô tả được, ví dụ như là bao hoạt dịch này, túi hoạt dịch này, bao sợi của gân này, rồi mà các cái mạc, các loại mạc là các em có thể phân biệt được. Đến cái phần tiếp theo là phần chức năng của cơ vân, thì cái chức năng cơ bản chúng ta nói ngay từ đầu giờ rồi đúng không, của cơ vân đó là sự co rút, ngoài ra nó còn có những cái chức năng khác nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu sau, nhưng chúng ta sẽ nói kỹ về cái sự co rút của cơ này đã. Thì cái sự co rút của cơ nó sẽ được biểu thị dưới hai hai cái yếu tố, đó là độ co của cơ và lực co của cơ. Độ co của cơ tức là độ dài của sự co, tức là khi mà chúng ta co một cái vật gì đó và chúng ta xách một cái xô vữa thì chúng có người sẽ xách nó được trong vòng 1 giờ, chúng ta xách bằng tay chúng ta phải xách được 1 giờ, nhưng chúng ta xách bằng chân thì có thể chúng ta xách được bằng 2 giờ, hoặc là chúng ta xách bằng ngón tay chúng ta chỉ xách được 10 phút thôi chẳng hạn, nhưng chúng ta xách bằng cả cẳng tay chúng ta xách được 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 10 phút, 20 phút, 1 tiếng. Xách bắp tay chúng ta xách nhiều hơn thì chúng ta, thì đấy là gọi là cái độ dài của sự co, sự mệt mỏi khi mà co cơ. Co cơ thì bao nhiêu lâu sau thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng mệt, đến độ dài. Còn lực co cơ là sức mạnh của sự co, và khi chúng ta co bằng cái ngón tay thì chúng ta chỉ co được một cái quả tạ mấy cân thôi chẳng hạn, khi mà chúng ta co bằng cả cái cẳng tay thì chúng ta sẽ co được bằng với một cái quả tạ nhiều cân hơn, hoặc chúng ta co bằng chân chúng ta co một cái lực co khác. Thì đấy là cái lực co cơ. Thì đầu tiên là cái độ co của cơ. Cái độ co của cơ này thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố tiếp theo, đó là phần chiều dài phần thịt cơ và phần bụng cơ đấy, phần đỏ đỏ đấy, chính chính là phần đỏ đỏ giữa hai đầu cơ này. Thì cơ nào mà càng dài thì cái độ co của cơ đó càng lớn, tức là cơ nào mà càng dài hơn thì cái sức co nó càng bền bỉ hơn, nó càng lâu mệt hơn. Thứ hai là sẽ kiểu sắp xếp của các bó sợi cơ, thì những cơ mà có sắp xếp kiểu hình thoi này, rồi hình sắp xếp kiểu song song thì nó sẽ có độ co cơ lớn hơn cơ hình tam giác và cơ lông vũ, để lớn hơn. Đến cái thứ hai là lực co cơ. Lực co cơ tức là sức mạnh của độ co, mạnh hay yếu, co được vật nặng hay vật nhẹ thì nó là lực co cơ. Lực co cơ thì sẽ phụ thuộc vào đường kính của cơ. Đấy, những cái cơ mà càng to thì cái lực co nó càng mạnh. Cho nên chúng ta nhìn trong cơ thể người chúng ta sau này khi các em học từng loại cơ một, từng tên cơ một, cơ nào mà các em thấy càng to, đường kính nó càng to thì cơ đó nó càng khỏe. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chiếu cho các em cái cơ nhị đầu, là cái cơ vùng bắp tay này. Cơ nhị đầu là cái cơ vùng bắp tay này, là một cái cơ khá là to, rất là to, thì cái lực co nó cũng tốt hơn. Thứ hai là về kiểu sắp xếp của bó sợi cơ. Kiểu sắp xếp của bó sợi cơ, những cái cơ mà có hình thoi hay hình song song thì lực co lại yếu hơn cơ hình tam giác và hình lông vũ. Cơ có hình tam giác và hình lông vũ lực co sẽ mạnh hơn. Còn liên quan đến đầu bám của cơ thì thường những cái cơ có nhiều nguyên ủy thì cái lực co nó cũng sẽ mạnh hơn. Thế dựa vào cái mà phần mà chúng ta vừa học, độ co cơ và lực co cơ, thì các em thử trả lời câu hỏi này xem nhé. Đáp án nào đúng nhất khi mà so sánh cái sự co cơ của hai cơ trong hình ba? Sự co cơ sẽ biểu hiện bởi hai yếu tố là độ co và lực co. Vậy chúng ta phải trả lời được cả độ co và lực co khi so sánh cơ hình A và cơ hình B. Thì các em sẽ thử xem. Rồi chúng ta sẽ có. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút để chúng ta suy nghĩ cái câu này nhé. Hãy
Cô mùng tháng 3 vui vẻ. Cảm ơn em. Bây giờ vào học đấy hả? Bây giờ chúc hả? Vào muộn phải không? Em vào lâu rồi. Thank you em. Rồi bạn nào có thể trả lời được nè. Theo các em thì đáp án A, B, C, D. Bạn nào đúng? À. À. A. Còn ai trả lời có đáp án khác không? Có hai bạn trả lời A thì các bạn khác cũng trả lời A hay là các bạn khác chưa trả nó đáp án? Các bạn ạ. À. Từ Hảo chọn B. Rồi, đáp án A là để ẩn cái này đi đã. Nếu mà các em không 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 nói bằng mic thì các em có thể nhắn tin cũng được. Chúng ta quay lại cái câu này. Cơ hình A có độ co cơ lớn hơn và lực co cơ yếu hơn cơ hình B. Thế bạn nào có thể giải thích cho cô được không? Nhưng bạn chọn hình A giải thích thế nào? Là em đưa cô là ở cơ hình A là cơ sắp xếp theo kiểu hình thoi nên sẽ có độ co cơ lớn hơn, ở cơ hình B là sắp xếp theo kiểu lục hữu kép nên sẽ có độ co cơ nhỏ hơn và sẽ có lực cơ lớn hơn so với lại hình A. Thì đấy là một cái đáp án. Thế còn bạn chọn đáp án B đâu nhỉ? Từ Hạo cho đáp án B, giải thích ngộ cô xem nào. Thế bạn Từ Hạo nhắn tin cho đáp án B mà. Đi đâu rồi? Ok, chúng ta sẽ chọn là sẽ xem đáp án nha. Đó, thì đáp án A là chính xác và cái giải thích của bạn cũng chuẩn luôn, đúng không? Thì chúng ta dựa vào cái kiểu sắp xếp của bó sợi cơ, đúng không? Cơ hình A thì cái kiểu sắp xếp của nó là hình thoi thì tất nhiên là nó sẽ có độ co cơ lớn hơn rồi. Nhưng chính là vì nó hình thoi, còn cơ kia là sắp xếp hình lông vũ, cho nên cơ hình lông vũ thì nó sẽ có lực co cơ mạnh hơn. Đó. Như vậy là cơ hình A thì có độ co cơ lớn hơn và lực co cơ yếu hơn cơ hình B. Đáp án đúng. Đi thi em có thể gặp những câu kiểu như này. Cái mới lắm chắc lý thuyết là em sẽ làm được thôi. Cho cơ kiểu gì và sắp xếp kiểu gì chúng ta cũng sẽ chọn được. Có thể là nó sẽ không cho kiểu sắp xếp nữa, mà có thể cho là cùng một kiểu sắp xếp nhưng mà có cơ dài hơn, một cơ ngắn hơn, một cơ to hơn, cơ bé hơn. Đấy, chúng ta sẽ trả lời được. Ngoài cái chức năng, ngoài cái chức năng mà tạo lên cái sự cử động này là chức, từ cái đặc tính co rút đó, từ cái đặc tính co rút đó thì nó sẽ tạo lên những cái chức năng nào? Thì cái chức năng thứ nhất là tạo nên cử động thì rất là rõ rồi, đúng không? Cơ nó bám ở hai đầu của xương, nó đi qua các mặt khớp, vậy thì khi mà nó co chiều dài của nó ngắn lại, nó sẽ làm cho các đầu xương tiến lại gần nhau, hoặc là cái cơ đối diện nó sẽ co tạo lên làm cho cái xương di chuyển xa nhau và tạo lên các cái cử động, tạo lên các cử động. Thì đấy là cái đầu tiên rồi. Đây chúng ta sẽ xem cái cử động này. Ví dụ đây là cơ cơ nhị đầu nhé. Nó khi nó co thì nó sẽ làm cho cẳng tay gấp lại. Còn cơ đối kháng với nó là cơ tam đầu phía sau. Khi nó co sẽ làm cho cơ
duỗi ra, nó làm cho hai cái xương cẳng tay này di chuyển ra xa hơn so với cả cái xương cánh tay này, duỗi ra gần hơn thì là gấp duỗi đó. Thì đây là nó đang dài như này nhé, bây giờ nó co lại cho chiều dài của nó ngắn lại, ngắn lại thì nó sẽ làm cho cơ này cũng vậy, đang dài giờ nó co ngắn lại thì nó sẽ làm cho cả này chuyển xa hơn đấy, tạo lên các cử động. Ở đây cũng vậy, đây là các cái cử động khi mà tạo ra cho sự co cơ. Cái này thì chúng ta cũng dễ hình dung thôi đúng không? Tiếp theo là duy trì tư thế. Chúng ta đứng ở một cái tư thế nào đấy thì cơ chúng ta cũng phải co một cái lực độ lực nào đó thì mới giúp chúng ta duy trì được tư thế. Ví dụ tay chúng ta để như thế này chẳng hạn, là làm sao cơ dạng cánh tay nó phải đưa ra này, cơ khép cánh tay này nó phải đưa cánh tay về phía gần với ngực hơn này, rồi chân cũng vậy, gấp đùi và duỗi đùi nó phải một cái lực như nào đó để nó làm cho cái chân nó chúng ta nó ngang như này, duy trì tư thế. Kể cả khi mà chúng ta đứng thẳng người thì một số cơ nó vẫn phải co giúp cho chúng ta có tư thế đứng thẳng, cho nên chúng ta đứng lâu hay ngồi lâu chúng ta đều thấy mỏi cả, chúng ta phải vận động. Thì cả chúng ta nằm lâu chúng ta cũng vẫn mỏi. Tiếp theo đó là dự trữ và vận chuyển các chất. Cơ mà được ăn nhiều đúng không? Vận động nhiều thì to lên. Đầu tháng đến cuối tháng thì sao? Teo Yếu tóp luôn. lại không? Khi mà không được ăn nữa đầu tháng thì to, cuối tháng không được ăn nữa thì lại teo tóp lại. Không có cái gì dự trữ cả thì lại phải sử dụng những cái chất dự trữ từ đầu tháng rồi đến lúc cuối cùng nó hết dự trữ. Hình này mình vui thôi chứ còn để mà cơ to với cơ nhỏ này là một cái quá trình chứ không thể đầu tháng cuối tháng được. Thì bản thân những cái sợi cơ khi mà chúng ta tập luyện nhiều và ăn đủ chất dinh dưỡng, tất nhiên là tập luyện phải đi kèm với ăn uống đầy đủ nhé. Chúng ta tập luyện mà chúng ta lại không ăn uống đầy đủ là chúng ta đang tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với chúng ta đưa năng lượng vào, thế thì nó cũng sẽ bị teo cơ thôi. Khi mà chúng ta tập luyện nhiều hơn thì tí nữa sẽ có một cái chức năng, tại sao chúng ta tập luyện nhiều hơn thì nó lại tăng dự trữ hơn. Đại khái là khi bây giờ chúng ta sẽ giải thích là cơ to lên, khi mà chúng ta tập luyện thì những cái cơ nó sẽ tăng cường vận chuyển các chất và nó tổng hợp protein ở trong mỗi một tế bào cơ làm cho các tế bào cơ đấy nó to hơn và nó làm cho cả cái cơ đấy to lên. Tập luyện và ăn uống đủ chất như vậy là khả năng là các cái sợi cơ đó nó có thể dự trữ được các chất, và trong những cái trường hợp mà chúng ta không cung cấp đủ chất dinh dưỡng nữa thì nó sẽ giải phóng những cái chất dự trữ ở trong các mỗi một tế bào cơ đó để cung cấp năng lượng cho chúng ta. Cái này thì cô cũng vừa giải thích xong rồi đúng không? Sau một thời gian tập luyện thể thao thấy cơ ở một số vùng to lên, vậy theo bạn thì cơ tăng lên về số lượng hay cơ tăng lên về kích thước và khối lượng mỗi sợi cơ? Tức là khi mà chúng ta tập gym một thời gian đúng không, đang nhỏ nhỏ đi tập gym tự nhiên thấy cơ bắp cuồn cuộn lên, thì cơ bắp nó cuồn cuộn lên như thế thì là các sợi cơ trong một cái cơ đấy nó tăng lên về số lượng hay là to lên về kích thước và khối lượng? Em chọn đáp án phương án nào, một hay hai? Hai Tăng lên về kích thước khối lượng đúng không? Thì cô cũng vừa giải thích rồi, khi chúng ta tập luyện nhiều hơn thì nó sẽ tăng cường dự trữ các chất dinh dưỡng, tăng cường tổng hợp các protein, các enzyme ở trong cái và tương của cái sợi cơ đó, làm cho cái sợi cơ đó nó to lên, phình ra, làm cho cả cái cơ đó to lên. Và tất nhiên khi chúng ta không tập luyện nữa, chúng ta không ăn uống nữa đầy đủ nữa thì nó sẽ lại nhỏ đi, nó giải phóng những cái chất đó. Rồi chức năng là tạo nhiệt. Khi mà cơ co sẽ sinh ra nhiệt, đấy, gọi là quá trình sinh nhiệt. Thì cái này khi mà cơ co thì sẽ sinh ra nhiệt. Nhưng trong những cái trường hợp mà chúng ta bị cảm lạnh hoặc bị rét đấy, thì chúng ta thấy răng môi cứ đập vào nhau, cơ nó co rồi chân tay chúng ta run 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 là thực ra để nó sản sinh ra nhiệt để cân bằng lại nhiệt độ trong da này, chúng ta đang bị giảm nhiệt độ cơ thể, nó sẽ tăng lên. Một cái phần nữa cô giáo nói thiếu là dự trữ và vận chuyển các chất nữa. Nó dự trữ rồi nhưng nó vận chuyển các chất. Tại sao nó lại tăng cường vận chuyển các chất khi mà cơ co? Thì chúng ta biết rằng giữa đại cương của mạch máu thì các em sẽ được học ở những bài bài sắp tới mà thầy Trân sẽ giảng.
thì các cái mạch máu chức năng của nó vận chuyển các chất dinh dưỡng không, nó sẽ nằm xen giữa các cái sợi cơ, và khi mà cơ co thì tất nhiên nó sẽ kích hoạt cho cái việc vận chuyển máu, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thụ động hơn, và cái đương nhiên là cái dòng máu nó sẽ vận chuyển so với lực co bóp, lực hút của quả tim và các dòng bạch huyết nữa, dòng bạch huyết nó sẽ vận chuyển các tế bào bạch cầu để làm tăng cái sức đề kháng hơn. Thì khi mà những cái bạch mạch và mạch máu nằm giữa các sợi cơ mà chúng ta cứ vận động hàng ngày, thì nó sẽ làm cho cái quá trình vận chuyển nó được thúc đẩy nhiều hơn và tăng cường vận chuyển các chất và trao đổi chất nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta không không vận luyện thì tất nhiên là nó vẫn sẽ vận động, nhưng cái quá trình trao đổi nó sẽ diễn ra chậm hơn, và nó có thể lắng động. Cho nên cái việc mà chúng ta ở những cái bệnh nhân mà uống những cái thuốc, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái cơ địa có huyết khối, cơ địa hình thành huyết khối là cái biến chứng của đái tháo đường chẳng hạn, thì cái việc mà bệnh nhân làm lâu ngày thì sẽ dễ hình thành các cái huyết khối đấy hơn, các cái chất nó vận chuyển một cách chậm chạp hơn thì nó sẽ hình thành các cái huyết khối ở trong cái lòng mạch đơn, và nó có thể tắc mạch ở đâu đó làm cho bệnh nhân có thể bị liệt, bị hoại tử chi, hoặc là lên trên não thì bị tai biến mạch máu não, hoặc vào trong phổi thì bị phù phổi cấp, vân vân đấy. Cho nên những cái người mà chăm vận động thể thao và vận động thể thao ở một mức phù hợp nhé, chứ không phải vận động thể thao nặng, ví dụ như những cầu thủ bóng đá hay là những cái vận động viên thể thao điền kinh cái thứ đấy, là không phải là tập thể thao để đảm bảo sức khỏe đâu, nó quá mức so với cơ thể, cho nên họ phải tập luyện có một cái chỗ điệu riêng. Còn chúng ta tập luyện hàng ngày, chúng ta tập luyện để tăng cường vận chuyển các chất, để tránh hình thành huyết khối, tránh hình thành các cái cục máu đông, để giúp quá trình vận chuyển các chất nó diễn ra trơn tru hơn thôi, thì chúng ta chỉ tập với cường độ nhẹ nhàng và đều đặn thôi, chứ không phải là một sáng ngày ra tự nhiên nổi hứng lên tập huỳnh nguỵch nguỵch vã mồ hôi ra thôi, hôm sau lại ngủ đến tận trưa này. Đấy, thì nó sẽ không phải, nó sẽ rất là phản tác dụng, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống tim mạch của chúng ta. Thì đấy là tại sao mà cơ vân khi nó có bóp lại tăng cường vận chuyển các chất, thì cô giải thích thêm một tí như vậy. Nhưng mà cái chức năng cuối cùng đó là chức năng về sinh nhiệt. Và chúng ta sẽ sang giải thích thêm một chút về cái động tác của cơ. Thực ra thì các cái động tác của cơ thì nó cũng chính là các cái động tác của khớp thôi, và bài trước em cũng đã được thầy Đại giải thích các cái động tác của khớp rồi đúng không? Và trong cái bài đại cương giải phẫu thì thầy Nguyên cũng đã giới thiệu cho anh em những cái động tác mà có thể gặp rồi. Cơ này cô cũng chỉ nhắc lại thôi nhưng cô sẽ không giải thích nhiều nữa. Đấy, ví dụ như là động tác gấp này. Đấy, gấp thì cũng có định nghĩa ra đây rồi. Thì các em sẽ đọc slide và tìm hiểu thêm. Đây là gấp cẳng tay với cái cơ nhị đầu nó co đấy, rồi cơ gấp cẳng chân đưa về phía đùi phía sau, gấp cẳng chân. Đây là duỗi, gấp thì là duỗi, đối xứng với gấp là duỗi. Rồi gấp duỗi bàn ngón chân, rồi dạng khép bàn tay cánh tay này, dạng khép cánh tay, đây là dạng khép cánh tay chứ, đây là dạng, còn đây là khép, thay đổi với cả trục thẳng đứng của cơ thể, dạng khép. Thế này thì các em cứ xem tài liệu và slide hiểu thôi. Đây là dạng khép các ngón tay. Đấy, thì cái đường đen đen này đường giữa, rồi dạng khép đùi. Rồi, ok, rồi xoay, xoay vào trong, xoay ra ngoài. Cái việc xoay trong xoay ngoài này thì nó là của cẳng tay. Thực ra nó cũng chính là dạng khép cẳng cẳng tay thôi. Bởi vì là chúng ta xoay ra ngoài thì là cái cẳng tay nó xa hơn so với đường giữa, xoay vào trong thì cẳng tay nó đường giữa, nhưng mà cái khớp khuỷu thì nó làm cái động tác kiểu như là động tác xoay, cho nên là ta nghĩ là nó xoay, gọi là xoay ra xoay vào của cẳng tay. Thế còn cánh tay thì chúng ta dùng từ khép. Rồi. Cái này chúng ta sẽ cùng xem video này để chúng ta sẽ xem những cái động tác này. Gấp duỗi này, các ngón tay này, gấp bàn tay này, xoay này, xoay cẳng tay này thì chúng ta còn có gọi tên gọi riêng là sấp ngửa. Rồi gấp các ngón tay, gấp duỗi, đó, đấy là những cái động tác. Rồi xoay vòng, khớp vai của chúng ta là một cái khớp rất linh hoạt, và nó có thể xoay vòng tròn được. À, cái này ở module cơ xương khớp các em sẽ được học cái cấu trúc giải phẫu của khớp vai, và tại sao nó lại có thể xoay vòng được như thế này.
Và chúng ta cũng sẽ học được cấu trúc giải phẫu của khớp háng và tại sao chân của chúng ta nó không xoay tròn được như này. Đấy, phụ thuộc vào cấu trúc giải phẫu của khớp thì nó sẽ kỹ hơn ở mô đun cơ xương khớp. Đấy, rồi đưa ra trước đưa ra sau những cái động tác đưa lên đưa xuống đến các cái tổng hợp. Có những cơ thì nó sẽ thực hiện riêng rẽ, tôi gấp anh kia duỗi, nhưng có những cơ nó thực hiện cùng một động tác với nhau thì nó gọi là cơ hiệp đồng. Đây, một mình cơ này co một lúc là mệt đúng không, kia phải đẩy, nó phải cắm thêm vài cái cơ nữa vào. Khi mà cắm xong rồi mà vì các cơ này thực hiện cùng động tác mà cho nên là co lực khỏe hơn, mình nguyệt hơn, thời gian lâu hơn đúng không. Lúc lấy mỗi mình một anh kia chẳng hạn co được có 2 phát là mệt, nhiều anh này hơn thì sẽ co tốt hơn. Đấy là các cơ gọi là cơ hiệp đồng khi nó thực hiện cùng một động tác. Và trong các cơ hiệp đồng này thì sẽ có cơ chủ lực và các cơ hiệp đồng. Đấy, cơ chủ lực là cơ màu đỏ mà sau này các em sẽ biết nó là cơ thẳng bụng. Là cơ chủ lực tức là khi mà thực hiện cái động tác gập bụng này thì cái cơ này nó sẽ tham gia với cái lực co cơ nhiều nhất. Xong đến các cơ hiệp đồng là các cơ xung quanh. Cho nên khi mà các em tập cái động tác gập bụng này ấy, thì cái cơ này nó sẽ to ra trước, xong đến các thằng khác to ra trước. Thế nên cái động tác gập bụng này mà tập thường xuyên mà tập tốt thì bụng sẽ nhỏ, mà tập tốt nữa thì bụng 6 múi đúng không? Vì cái cơ này cấu trúc của nó sau này các em sẽ học sẽ nó sẽ được chia thành những cái gân, nó sẽ vảnh thành những cái các cái múi khác nhau. Và khi mà nó to lên, nó to thì tất nhiên nó không to phần gân, nó sẽ to phần sợi cơ đúng không, thì nó sẽ làm cho cái múi này nó sẽ phồng lên tạo thành 6 múi. Trong cái cơ này to thì các cái cơ hiệp đồng nó cũng sẽ to. Rồi đến các cơ đối kháng. Những cơ đối kháng là những cơ mà thực hiện những động tác trái ngược nhau. Ví dụ như là cơ này khi nó co thì nó đang làm gấp cẳng tay này. Cơ này co nó sẽ làm gấp cẳng tay. Nó xuất hiện thêm một cơ đối kháng ở phía phía sau. Đâu nhỉ? Đây là cơ nhị đầu nó sẽ gấp này, còn nó sẽ có một cái cơ phía sau nữa đó là cơ tam đầu, khi nó co thì nó sẽ làm phần này duỗi ra và hai cơ đấy sẽ thực hiện động tác đối kháng với nhau. Đây đây chính là cơ tam đầu, khi cơ này co thì nó sẽ làm duỗi này, cơ này co thì nó gấp, nên cơ này co thì nó duỗi. Các cơ đấy nó động tác gấp duỗi của chúng ta là hai cơ đấy nó phải nhịp nhàng với nhau. Và khi chúng ta ở tư thế trung gian là hai cơ đấy ở tư thế ở cái lực co là tương đương nhau. Thế thì biểu hiện khi liệt một cái nhóm cơ nào đó, chúng ta muốn biết được một nhóm cơ nào đó liệt thì chúng ta phải biết được cái động tác của nó, cái động tác của cái nhóm cơ đó. Ví dụ như là vùng đây là lấy luôn cái hình ảnh ví dụ này là ở vùng bàn tay chẳng hạn. Khi mà một cái nhóm cơ vùng cẳng tay trước thì nó sẽ thực hiện động tác là gấp cho các ngón tay này, và các em sẽ học cái này ở cái bài sau. Cái nhóm cơ đó thực hiện động tác là gấp các ngón tay, gấp các ngón tay. Còn cái cơ ở vùng cẳng tay sau này thì động tác là duỗi các ngón tay. Nếu khi mà cô đã mở cam lên đó, khi mà nó bị liệt thì sẽ xảy ra cái vấn đề gì? Thứ nhất là một cái nhóm cơ bị liệt thì đương nhiên nó sẽ không thể thực hiện được động tác của nó rồi đúng không? Tôi đang muốn gấp vào nhưng bây giờ tôi liệt rồi, tất nhiên tôi không thể gấp được. Hoặc tôi đang muốn duỗi ra, bây giờ tôi bị liệt rồi thì tất nhiên tôi không thể duỗi nữa. Và thứ hai là chúng ta biết rằng lúc nãy chúng ta học cái chức năng là dự trữ và vận chuyển các chất. Nếu các cơ càng co bóp càng vận động nhiều thì nó càng tăng cường dự trữ các chất, thì ngược lại nó mà không co bóp không không vận động thì nó các cái nguồn dinh dưỡng đi vào nó sẽ kém đi, nó không có khả năng tổng hợp thì nó sẽ teo cơ đi, thì cái cơ vùng đó sẽ bị teo. Ví dụ các cơ mà muốn duỗi duỗi ngón tay ra bị teo bị liệt thì thứ nhất là nó không duỗi được ngón tay, thứ hai là teo. Khi mà nó teo như thế rồi và nó bị liệt rồi thì cái nhóm cơ ở phía trước là những cái nhóm cơ đối kháng với nó sẽ co. Cái cơ của chúng ta luôn có tính chất đàn hồi, chúng ta kem tưởng tượng như một quả bóng cao su nó được căng giữa hai một sợi cao su với một cái lực co ngang nhau thì nó ở tư thế trung gian, và chúng ta cắt vèo một cái bên kia đi thì đương nhiên là bên này nó sẽ bị kéo bật về bên này.
đúng không? Thì cái sợi cơ chúng ta cũng thế, nó luôn có tính đàn hồi, và nếu như chúng ta để như thế này là hai cơ nó cùng co, vậy thì bên thằng này bị liệt nhão rồi, teo teo rồi, thì thằng này nó sẽ co, lực co nó mạnh nó sẽ làm cho tất cả những cái đầu ngón tay nó sẽ gập ra phía trước này, và bệnh nhân đến với chúng ta cứ cọc tay như thế này. Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta học xong bài này, chúng ta đã hiểu được rằng bệnh nhân đến với chúng ta mà cọc tay như này, vậy thì những cái cơ nào bị liệt duỗi hay gấp? Duỗi liệt cơ duỗi cơ duỗi Nó ạ là liệt cơ duỗi, cô giáo vừa nói sao đúng không, liệt cơ duỗi. Thế thì ở cái mức độ này chưa 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 yêu cầu các em là các cơ bị liệt cơ, liệt cơ gấp chung lông hay gấp chung sâu, hay là liệt cơ gỗ duỗi chung duỗi duỗi riêng gì cả, mà chỉ cần các em trả lời được là liệt các cơ duỗi các ngón tay, vì các em chỉ biết được đến động tác của các cơ thôi mà các em đâu đã biết tên các cơ và động tác của nó đâu. Nhưng mà cho một cái hình ảnh, ví dụ là cho một cái hình ảnh như thế này chẳng hạn, đây là cánh tay, đây là cẳng tay, giải thích rồi đúng không, cơ vùng vai nách, cơ vùng bàn, cẳng cánh tay này, cẳng tay vùng bàn tay. Thế bây giờ cho một cái hình ảnh bệnh nhân đến mà tay cứ gập như này đúng không, cẳng tay gập, thì chúng ta đã học các động tác rồi, thì chúng ta sẽ phải giải thích được là bệnh nhân sẽ bị liệt nhóm cơ nào, cơ duỗi cẳng tay đúng không, liệt cơ duỗi cẳng tay, hoặc là bệnh nhân đến luôn khép cánh tay chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ phải bị liệt cơ dạng cánh tay. Rồi bệnh nhân đến với tình trạng là cẳng chân luôn gấp vào đùi chẳng hạn, thế thì chúng ta phải biết được bệnh nhân này bị cẳng chân luôn gấp vào đùi, tức là cái nhóm cơ duỗi cẳng chân nó đã bị liệt. Và nếu như mà chúng ta được nhìn sờ bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhóm cơ vùng đùi trước nó còn bị teo cơ. Đấy, nhưng mà hoặc là các em có thể nhận được cái thông tin là ở trong cái câu hỏi là cái cơ vùng đó nó bị teo. Đấy thì đấy là cái biểu hiện khi liệt của cơ. Vậy khi một nhóm cơ bị liệt nó sẽ xảy ra ba vấn đề. Một là không thực hiện được động tác của cái nhóm cơ đó. Hai là cái nhóm cơ đó bị teo đi. Và ba là cái phần chi thể của chúng ta, phần cơ thể chúng ta nó sẽ biểu hiện cái động tác của cơ đối kháng. Đó. Thế thì chúng ta phải xác định được là động tác cơ, các cái động tác đối kháng của gấp là gì, là duỗi đúng không, của dạng là khép. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Còn sau này khi các em học sâu hơn, các em học nguyên ủy bám tận vị trí của các cơ rồi, thì các em sẽ trả lời được liệt cơ nào luôn. Đến với các em, bệnh nhân đến với em có động tác nào, các em sẽ trả lời rằng bệnh nhân này bị liệt cơ nào. Từ cái việc mà chúng ta biết là bệnh nhân bị liệt cơ này, thì chúng ta sẽ lại đi hình dung tiếp là cơ này mạch máu nào nuôi dưỡng, dây thần kinh nào chi phối. Vậy liệt cơ này là do cơ nó bị đứt, là bị một đứa nào đấy nó chém thẳng vào cơ này đứt, hoặc tai nạn giao thông đúng không, đứt, hay là nó không đứt, nó không làm sao cả, tự nhiên bệnh nhân liệt. Thế thì cái dây thần kinh đến chi phối cho bệnh nhân đấy nó bị làm sao, nó bị làm sao, nó bị u chèn ép chẳng hạn, nó bị viêm chẳng hạn, gây mất luôn cái đường dẫn truyền. Hoặc là bệnh nhân sau mổ nối cơ, nối gân cơ, bệnh nhân bác sĩ nối gân của bệnh nhân, nối cơ đẹp đẽ xong xuôi đóng lại rồi, mấy tháng sau bệnh nhân không co gấp duỗi được, bởi vì bác sĩ đã không bỏ qua cái vấn đề bệnh nhân bị đứt dây thần kinh và không nối cho người ta. Đấy. Thì có thể là bệnh nhân có cái tiền sử là đã mổ phẫu thuật rồi nhưng mà dây thần kinh không nối lại chẳng hạn, thì có thể tổn thương dây thần kinh, hoặc là dây thần kinh chả có vấn đề gì cả, thì chúng ta xem là mạch máu nuôi dưỡng cho bệnh nhân có bị làm sao không. Đấy, thì bệnh nhân này mạch máu nuôi dưỡng như thế nào, rồi các cái bệnh nền của họ có huyết khối gì không, có hình thành huyết khối gì không, rồi có tắc mạch gì không, có phình mạch gì không. Và tất nhiên những cái tổn thương mạch máu thì nó sẽ đi kèm những tổn thương khác ở trên lâm sàng, và các em sẽ được học ở cái môn khác để một bác sĩ có thể ngồi trước bệnh nhân và xem triệu chứng và chẩn đoán nguyên nhân và đưa ra cách điều trị, thì chúng ta phải tổng hợp được rất nhiều các mô đun và các khoa lâm sàng chúng nó đi với nhau. Thì khi mà đi học 6 năm thì có một cái lợi thế mà các em lên tận dụng không để bỏ qua, mà các sinh viên thường không biết, đó là các em được đi tất cả các khoa mà sau này không một bác sĩ nào hành nghề có thể làm cái điều đó. Đi tất cả các khoa thì các em sẽ nắm được cái mặt bệnh phổ biến của cái khoa đó, cho nên các em nên tận dụng. Sau này giả sử các em làm bác sĩ tim mạch thì các em sẽ không bao giờ mà tự nhiên các em nhảy sang khoa hô hấp, các em xem vài mặt bệnh hô hấp được, nhưng mà bác sĩ ở bên đấy người ta chẳng tiếp, mà các em không có thời gian đâu, đi làm từ sáng tới tối xong trực nữa, không có thời gian nhảy sang khoa hô hấp để xem các bệnh. Nhưng bệnh nhân đến với chúng ta không, đâu phải bệnh nhân bị bệnh riêng lẻ đâu, người ta sẽ phối hợp nhiều bệnh với nhau. Đấy, bệnh nhân đái tháo đường thì tai biến, xong rồi tăng huyết áp, xong rồi có khi bệnh nhân có hen, tiền sử hen từ bé chẳng hạn. Chúng ta phải nhận diện được ra các mặt bệnh của bệnh nhân và phối hợp, và chúng ta phải tiên lượng xem cái bệnh nào là cái bệnh mà chúng ta phải xử trí trước.
Nói chung chúng ta nhổ một cái răng của bệnh nhân. Đấy, mà bệnh nhân bây giờ đang bị giảm tiểu cầu, rất là giảm tiểu cầu, mà chúng ta cứ chăm chăm ngoa nhảy và chúng ta nhổ răng của bệnh nhân là to rồi. Đấy, cho nên chúng ta phải biết xem giải quyết cái vấn đề trước nào trước của bệnh nhân. Thế thì cái việc mà các em đi học 6 năm nó rất là lợi thế, là các em thể đi được tất cả các khoa lâm sàng, mà các em nắm được cái mặt bệnh cơ bản của nó, và sau này nó là cái rất rất là hữu ích để các em có thể ngồi trước một bệnh nhân và các em tự tin để đưa ra cái hướng xử trí cho bệnh nhân đó. Nên là hy vọng là các em ngay từ năm thứ nhất đã xác định được cái tinh thần học tập của mình, không phải là chỉ học để ra trường đâu, mà các em học tốt nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quá trình mà các em hành nghề sau này. Và đương nhiên sau này các em sau này các em đi làm ở khoa nào thì các em sẽ tập trung chuyên môn vào cái khoa đó, nhưng cái việc mà mình nhận diện ra những cái bệnh của các khoa khác là không thể bỏ qua. Không là chúng ta cứ giữ bệnh nhân ở khoa mình là bệnh nhân lại chết oan. Thì cái bài hôm nay thì rất là đơn giản thôi, mấy cái mục tiêu như vậy, thì hy vọng là các em đã có thể đạt được cái mục tiêu đó sau khi nghe bài giảng này. Còn nếu mà thấy thắc mắc ở đâu thì các em sẽ có câu hỏi trên diễn đàn, hoặc là bây giờ thì các bạn nào có cái thắc mắc gì không? Đây là một số cái hình ảnh khi liệt, ví dụ đây là hình ảnh khi liệt các nhóm cơ ở mặt, liệt một cái dây thần kinh mặt, thì chúng ta thấy mắt của bệnh nhân ở đây không nhắm được, vậy là cái cơ quanh vòng mắt này là bị liệt rồi, đúng không? Mà miệng bệnh nhân này bị méo về cái bên này, thì chúng ta thấy rằng khi mà cơ mặt của chúng ta nó co làm cho cái lớp nhăn cân đối, cười này, mếu này, nó cân đối với nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta cười một cái thì cái cơ bên liệt nó có co được không? Nó không co được, đúng không? Nó sẽ làm thì những cái cơ bên này nó sẽ co, nó sẽ làm cho mặt bệnh nhân bị lệch bên đấy. Như bệnh nhân mà liệt khu trú thì chúng ta bệnh nhân cười thì mới thấy méo, chứ còn bệnh nhân mà liệt liệt hoàn toàn ấy thì bình thường thì liệt hoàn toàn, cho nó thấy rằng là cái cơ đấy nó mất mất động tác co, nó bị liệt rồi, thì cái cơ bên kia nó đàn hồi, tất nhiên nó sẽ rút ngắn lại một chút và nó sẽ làm cho cái mặt bệnh nhân bị lệch bên đấy. Thì bệnh nhân đến với chúng ta trong cái tình trạng mà liệt hoàn toàn một dây thần kinh bảy một bên thì bệnh nhân sẽ liệt hẳn như này, mắt không nhắm được. Nhưng có những bệnh nhân người ta không liệt hoàn toàn, người ta chỉ bị tổn thương viêm viêm dây bảy thứ phát sau một cái viêm tai giữa chẳng hạn, thì dây bảy nó sẽ chạy rất là gần với cả tai giữa. Cái viêm tai giữa nó có thể lan sang làm viêm dây bảy, hoặc là viêm niêm dây bảy do lạnh, hoặc là dây bảy nó sẽ chạy rất là nông ở trong tuyến nước bọt mang tai. Thì có những bệnh nhân bị viêm viêm tuyến nước bọt mang tai hoặc là bị quai bị, nó có thể làm viêm dây thần kinh số 7. Thì cái viêm đó nó chưa thể làm cho cái dây bảy nó bị liệt hoàn toàn, nó có thể chỉ làm bị dẫn truyền yếu cái thứ thôi chẳng hạn. Thế thì cái lực co của cái bên đó nó sẽ yếu hơn bên kia. Và khi bệnh nhân đến với chúng ta thì chúng ta không thấy bệnh nhân mặt cân mặt 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 bị lệch như này, vẫn bình thường, nhưng chúng ta sẽ cho bệnh nhân huýt sáo, cổ sáo chẳng hạn, thì nó không, cái nhân trung nó không ở giữa, nó bị méo về cái bên bên lành. Hoặc là chúng ta cho bệnh nhân súc miệng thì thấy rằng nước ở bên tổn thương nó phun ra thành dòng, mặc dù bệnh nhân đang cố gắng mím chặt môi để súc miệng, nhưng do cái áp lực trong ổ miệng nó quá lớn và cái lực của cái cơ vòng môi ở bên liệt nó yếu hơn, không phải bên liệt mà bên tổn thương nó yếu hơn, thì nó sẽ làm nước ở bên đấy vãi ra. Rồi là chúng ta sẽ cho bệnh nhân nhăn trán, nhăn trán thì cái cơ mà yếu hơn chúng ta sẽ so sánh cái lớp nhăn ở hai bên này, nhưng cái cơ mà bên tổn thương, bên đang dây kinh bảy đang viêm thì nó sẽ mờ hơn, cái lớp nhăn nó sẽ mờ nhạt hơn. Đấy, cho nên là đi ngoài đường mà thấy bạn nào cười mà bạn cười nhích mép cái thì chúng ta đừng nên kết luận vội là họ cười đểu mình, biết đâu bạn đang bị tổn thương dây bảy mức độ nhẹ. Thì đấy là một số cái biểu hiện khi liệt thôi. Thì chúng ta nhìn lại cái mục tiêu của bài ngày hôm nay một tí. Thứ nhất là trình bày được các cách phân loại cơ ở trong cơ thể, chắc biết hết rồi đúng không, có ba cách phân loại này, phân loại theo vị trí và chức năng này, theo cấu trúc, rồi theo kiểu chi phối của hệ thần kinh này, rồi kể tên được các cái nhóm cơ vân ở trong cơ thể. Các nhóm cơ vân trong cơ thể chắc kể hết rồi đúng không? Rất là dễ. Thứ ba là mô tả được cấu trúc chung của cơ vân. Cấu trúc chung chính là cấu trúc hai phần, bụng cơ và phần gân cơ. Và mô tả được các phần phụ của cơ. Các phần phụ thì các em phải phân loại được các loại mạc. Thế nào là mạc bọc cơ, thế nào là mạc nông, thế nào là mạc sâu. Vậy giờ chúng ta sẽ quay lại trở lại cái câu 7 pretest thì chắc là trả lời được rồi đúng không? Tí nữa sẽ chiếu lại một tí. Rồi cái bao hoạt dịch của gân thì nó sẽ gồm có lá trong, lá ngoài, rồi vị trí nó nằm ở đâu, nó nằm ở lá trong nằm chỗ nào, lá ngoài nằm ở chỗ nào, rồi bao sợi của gân nó nằm ở đâu, chức năng của nó là gì, rồi túi hoạt dịch. Đấy là các cái phần phụ thuộc cơ.
Rồi các cái chức năng của cơ vân. Đấy, thì cơ vân nó có một đặc tính cơ bản, đó là sự co rút mà được biểu hiện bởi độ co cơ và lực co cơ. Thì cái từ cái sự co rút đó nó sẽ làm cho cơ có những cái chức năng. Thứ nhất là tạo lên sự vận động, tạo nên các cử động là chức năng quan trọng nhất đúng không? Rồi duy trì tư thế này, rồi dự trữ vận chuyển các chất này, rồi sinh nhiệt này, đấy là các chức năng của cơ vân. Và thứ năm là mô tả là các động tác. Mô tả các động tác thì đã lặp lại từ bài 1 đến tận bài này rồi. Gập duỗi, khép, dạng, xoay tròn, đấy là đưa ra trước, đưa ra sau, đưa lên, đưa xuống. Đấy là các động tác. Rồi thế nào là những cơ hiệp đồng, thế nào là những cơ đối kháng. Và cái cuối cùng là khi mà các em học tất cả cái này xong thì các em sẽ phải ứng dụng được, là khi là các em sẽ giải thích được cái biểu hiện khi liệt của cơ. Khi mà một cơ bị liệt thì sẽ gây ra những biểu hiện gì? Có ba cái biểu hiện mà giáo nói đúng không? Không thực hiện được động tác của cơ đó. Thứ hai là bị teo cơ. Và thứ ba là biểu hiện cái động tác của cơ đối kháng. Và từ ba cái này thì nếu cho các em những cái biểu hiện nào đó, nếu cho các em những cái biểu hiện nào đó của một cái bệnh nhân nào đó đến, thì các em có thể trả lời được bệnh nhân bị liệt nhóm cơ có chức năng gì, chứ sẽ không hỏi là tên của nhóm cơ đó các em đã được học đâu. Thì đấy là những cái mục tiêu của bài hôm nay. Bạn Nguyễn Hoàng Anh giơ tay làm gì đấy? Em có gì hỏi à? Em nói đi. Không, em bấm nhầm ạ. Thế thì khi mà chúng ta đã bây giờ là 9:15, các em trải qua cái bài học đấy và năm cái mục tiêu này, thì các em có câu hỏi gì thắc mắc không? Chúng ta không có K2 đúng không? Các em có K2 học môn gì không? Chắc không có K2 học môn gì cả đúng không? Có ai thắc mắc gì về cái vấn đề của bài này không nhỉ? Không ạ. Thế mình kết thúc bài giảng đây nhé. Có gì các em có cái gì muốn phản hồi thì các em sẽ đưa câu hỏi lên trên diễn đàn, cô sẽ trả lời nha. Chúc các em một tuần mới học tập vui vẻ và hiệu quả. Hẹn gặp lại trong một ngày sớm nhất. Chào cô. Chào cô ạ. Chào cô.